Trở lại phát hình tin tức, kính mời quý vị theo dõi bản tin sau đây cùng với Kim Nhung. Tin về một phụ nữ Việt bị xử bắn ở Indonesia. Thưa quý vị, một nữ công dân Việt Nam vừa bị Indonesia đã xử bắn vào lúc nửa đêm rạng sáng ngày 18 tháng 1. Bà Trần Thị Bích Hạnh, 37 tuổi, đã bị bắt vì mang 1.1 kg crystal methamphetamine khi bị bắt ở sân bay ở Di Sumakmo, Surakarta hồi 4 năm về trước. Sabu là tên gọi loại ma túy Hạnh đưa vào Indonesia trị giá là 2 tỷ 2 ruby, tương đương với 175.000 Mỹ Kim. Hạnh đã bị tuyên án tử hình dù về công tố chỉ đề nghị án tù chung thân. Thầy giáo nhà tù Shinta Arthan kể rằng Hạnh là một học trò thông minh. Hạnh thừa nhận tội phạm với tất cả các bạn tù. Ông nói Hạnh có tên trong tù là Asian, nhận trách nhiệm về tội đã phạm, không đổ cho ai khác. Hạnh là tù nhân duy nhất bị xử bắn ở nhà tù Boyolali. 5 người khác gồm có cô Rani Andriani, người Indonesia, đã bị xử bắn ở đảo tù Nusa Kambangan ngoài khơi Nam Java cùng 4 tù phạm Nam, người Brazil, Malawi, Nigeria và Hà Lan. Thưa quý vị, công tố viên trưởng Mohamed Brasitio đã cho biết là 6 đội xử bắn thi hành án cùng một lúc vì lý do tâm lý. Ông nói xác các công dân nước ngoài sẽ được trả về nước họ. Tổng thống Brazil và chính phủ Hà Lan đã lên tiếng kêu gọi chính quyền địa phương tha mạng cho các công dân nước mình vào giờ phút chót. Ông không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời với phía Indonesia hay không. Đơn xin ân xá của 6 công dân nước ngoài bị Tổng thống Widodo đã bác bỏ, nên họ đã trở thành những tù phạm đầu tiên bị xử tử hình từ lúc ông Widodo nắm quyền lực. EU, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Indonesia ngưng xử tử hình lập tức với lý do là xử tử hình là vi phạm nhân quyền. Nữ tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã triệu hồi đại sứ tại Indonesia đã cho thấy là một dấu hiệu quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Brazil với Indonesia. Thưa quý vị, tổng thống Widodo được xem là một nhà cải cách tự do, nhưng ông đã ủng hộ án tử hình vì cho rằng Indonesia lâm vào tình trạng khẩn cấp vì giới trẻ lạm dụng ma túy khiến cho mỗi ngày có khoảng 40 cho đến 50 thanh niên đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì công ty Vinasuki tan tành, giấc mộng sản xuất xe hơi nội hóa. Chót đam mê với việc sản xuất xe hơi made in Vietnam, Vinasuki đang phải nhặt nhạnh bán hơn 5.000 tấn sắt vụn cùng một số những máy móc cũ để thanh toán lương cho công nhân. Việc ưu đãi cho doanh nghiệp lắp ráp, bỏ rơi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất khiến họ đang bị dồn đến chân tường. Đã sau nhiều lần gửi tâm thư đến Thủ tướng cầu cứu về tình cảnh khốn đốn của mình, lần này thì ông chủ công ty cổ phần xe hơi Vinasuki là Bùi Ngọc Huyên đã nản chí và chỉ biết kêu than. Ông Huyên khẳng định là các doanh nghiệp chỉ chú trọng đầu tư vào lắp ráp và các sản xuất các chi tiết thông thường như là thùng xe tải, thùng xe khách, ghế ngồi, kính không cần vốn lớn. Họ lắp ráp toàn xe thương hiệu nước ngoài, tiêu thụ mạnh và có lợi nhuận cao. Cách làm này là được sự ủng hộ của các ngân hàng, được các cơ quan quan thuế khen ngợi nên hưởng rất nhiều sự ưu đãi. Trước đó, công ty Vinasuki của ông Huyên cũng đã lắp ráp xe hơi có lợi nhuận rất cao, nhưng ông ta có quan điểm nếu muốn bắt kịp những quốc gia trong khu vực thì không thể làm như vậy, bởi vì về lâu dài thì việc lắp ráp sẽ phụ thuộc vào nước ngoài, và vì thế nhờ sự khuyến khích phát triển của chính phủ, Vinasuki tự tin đầu tư cho dự án lớn sản xuất xe hơi, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Theo sự tính toán thì dự án này hoàn toàn và đi vào sản xuất đến đã hoàn thành và đi vào sản xuất đến năm 2018, sản phẩm của Vinasuki sẽ có được cơ hội cạnh tranh ở các dòng xe tải nhỏ dưới 5 tấn, xe hơi thông thường dùng cho việc đi lại cá nhân và taxi, cùng với xe khách dưới 28 chỗ ngồi dùng cho giao thông công cộng. Tuy nhiên, ông Huyên cho biết là Vinasuki đầu tư nhiều mà đã không nhận được sự ưu đãi hỗ trợ như là các chính sách đã được ban hành, dẫn đến có nhiều khó khăn. Những ngân hàng cũng đã không cho vay dài hạn. Chính phủ hứa cho vay ưu đãi nhưng đến nay cũng chưa nhận được đồng nào. Giờ đây muốn phải bán nhà cũng không có ai mua. Lý do là các nhà đầu tư còn phải chờ những chính sách ưu đãi hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, và kết cục từ đi đầu cho việc đẩy mạnh nội địa hóa, hiện nay thì Vinasuki đã rơi vào thảm cảnh, trong khi các doanh nghiệp lắp ráp xe hơi ngoại quốc thì lại phát triển mạnh. Tin về những chiếc cầu phao trông trên tại Quảng Nam, thưa quý vị,
khoảng 5 ngày lại có một người rơi xuống sông, vì phần lớn là học sinh, khi qua sông Bà Rén ở Quảng Nam bằng chiếc cầu phao trông chênh, rệu rã. Nằm sát với phần đất của xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, nhưng tất cả các đất nông nghiệp của gần 100 hộ dân ở thôn Phước Mỹ 3, huyện Duy Xuyên lại nằm bên kia sông Bà Rén. Nếu đi vòng lên quốc lộ 1A để qua cầu Bà Rén thì quãng đường này mất hơn 5 km. Năm 2001, người dân cùng chính quyền đã quyên góp tiền mua 200 chiếc thùng phi nhựa để làm cây cầu phao bắc qua sông. Trải qua nhiều năm sử dụng, chiếc cầu dài gần 200 mét, rộng hơn 2 mét, được lát chủ yếu bằng tre và gỗ, bị xuống cấp nghiêm trọng. Chịu sự sức ép của dòng chảy của sông, chiếc cầu đã trở nên cong queo, lại không có lan can nên rất nhiều trường hợp bị rơi xuống sông khi đi qua đây. Ngoài người dân tổ 2 thôn Phước Mỹ 3, khoảng 400 học sinh của xã Quế Xuân 1 đang theo học ở thị trấn Nam Phước cũng thường xuyên đi qua đây. Bà Lương Thị Thúy sống gần cây cầu đã cho hay, khoảng 5 ngày lại có một vụ rơi xuống sông được người dân cứu sống, có ngày xảy ra đến mấy vụ. Cũng có người không giữ được tính mạng. Vụ tai nạn gần nhất là sáng ngày 15 tháng 1, hai học sinh của trường Sào Nam lọt cả người và xe xuống sông khi tới trường. May mắn đã được cứu sống. Ở hai đầu cầu rất nhiều hương vàng được người dân rải để cầu an. Ông Văn Bá Thành, Chủ tịch thị trấn Nam Phước đã cho biết là mỗi lần vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương phải tháo cầu. Người dân muốn qua sông phải đi đường vòng. Người dân rất mong muốn có một cây cầu mới bằng bê tông an toàn hơn nhưng chưa có kinh phí xây dựng. Tiếng Việt Nam được đưa vào giảng dạy ở trường mẫu giáo The Mill thuộc thành phố Westminster. Theo như OC Register, thì các giờ học hàng ngày ở trường mẫu giáo The Mill thuộc thành phố Westminster sẽ được dạy bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Giới chức cho hay chương trình song ngữ mới này sẽ bắt đầu vào mùa thu tới đây nhằm trang bị tốt hơn cho các học sinh có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thưa quý vị, Jameson Power là một viên chức giáo dục cho biết trong xã hội toàn cầu ngày nay, việc nói ngôn ngữ thứ nhì không phải là hiếm, đó là một việc cần thiết. Nhiều học sinh tại châu Á và châu Âu cũng đã nói ít nhất là hai ngôn ngữ, cho nên chúng ta cần có thêm các chương trình như thế tại quận Cam. Các học sinh của trường The Mill không cần phải biết trước tiếng Việt và sẽ được các giáo viên đã trải qua đào tạo bằng đặc biệt về tiếng Việt để giảng dạy. Hiện nay chỉ có 3 trường trên toàn Hoa Kỳ có chương trình song ngữ Anh Việt tương tự, đó là các trường tại Texas, Oregon và Washington. The Mill được chọn để áp dụng chương trình này bởi vì ngôi trường này nằm sát với Little Saigon, nơi mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt là lớn nhất. Lượng học sinh của trường những năm gần đây bị sụt giảm, do đó các giới chức cũng hy vọng là chương trình song ngữ này sẽ giúp cho The Mill có thể thu hút được nhiều học sinh hơn. Trường này cũng sẽ tổ chức 2 lớp học tiếng Việt với 30 em cho mỗi lớp. Westminster có dự định mở rộng chương trình lên lớp 1 vào năm sau để nhóm học sinh đầu tiên này được tiếp tục học tiếng Việt. Các trường học khác ở Hoa Kỳ đã áp dụng chương trình song ngữ với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa trong nhiều năm vừa qua. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự từ San Jose về tưởng niệm sự hy sinh của 74 tử sĩ bảo vệ Hoàng Sa. Một buổi lễ long trọng với rất đông đồng bào tham dự đã được tổ chức long trọng tại San Jose. Phóng viên Nghe Lữ có mặt tham dự và gửi về bản tường trình như sau. Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, 41 năm đã đi qua, ngày mà 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa chống Trung Cộng đánh chiếm. Tri ân và phát huy tinh thần Hoàng Sa quyết chiến ngày 19 tháng Giêng năm 1974, Liên hội Cựu quân nhân Hồ Bạch Đằng lúc 11 giờ ngày 17 tháng Giêng 2014 đã tổ chức một lễ tưởng niệm. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã làm một cái công việc hết sức là quan trọng, là chứng tỏ mình lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ cái chủ quyền của Hoàng Sa. Vì thế cho nên vào ngày 17-19 tháng Giêng năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tuân lệnh của thượng cấp và thi hành tất cả những kỷ luật cần thiết để mà mời các chiến hạm đang khiêu khích của Trung Quốc ra khỏi lãnh hải. Và khi nào mà chúng không có rời khỏi đó thì chúng ta phải dùng vũ lực để bảo vệ từng tấc đất của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta ghi nhớ cái ngày này bởi vì chiến tích của Hoàng Sa là một chiến tích để bồi đắp cho những công lao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là Bình Long anh dũng, Công Tung kiêu hùng và Trị Thiên vùng dậy. Chiến tích Hoàng Sa là một cái chiến tích đáng để chúng ta ghi nhớ và chứng tỏ cái tinh thần bảo vệ lãnh thổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta.
sau phần rước và đặt linh vị lên bàn thờ, nghi thức khai mạc bắt đầu với phần chào cờ Mỹ Việt phút mặc niệm. Lắng động, hướng về màn ảnh ghi danh sách 74 tử sĩ do đoạn phim kể lại trận đánh Hoàng Sa. Dịp này, các vị dân cử thị trưởng San Jose, thị trưởng Mipitas và đại diện giám sát viên Cindy Chavez, quận hạt Santa Clara phát biểu và trao bằng tưởng lục cho Hồ Bạch Đằng. Cựu đại tá Trần Thanh Điền nhắc lại kết quả trận Hoàng Sa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã gây tử thương và tổn thất nặng nề cho Trung Cộng. Diễn giả giáo sư Trần Gia Phụng diễn thuyết về đề tài Hoàng Sa, biểu tượng và điểm hội tụ lòng yêu nước của người Việt Nam. Kết thúc là phần văn nghệ đấu tranh. Nghi lễ tường trình từ San Jose. Công dân Việt Nam vừa bị Indonesia xử bắn vào lúc nửa đêm rạng sáng ngày 18 tháng 1. Bà Trần Thị Bích Hạnh, 37 tuổi, bị bắt vì mang một ký mốt crystal methamphetamine khi bị bắt ở sân bay Adi Sumamo, Surakarta hồi 4 năm về trước. Sabu là tên gọi loại ma túy Hạnh đưa vào Indonesia trị giá là 2 tỷ 2 rupiah, tương đương với 175.000 Mỹ Kim. Hạnh đã bị tuyên án tử hình, dù việc công tố chỉ đề nghị án tù chung thân. Thầy giáo nhà tù Sinta Arhan kể rằng Hạnh là một học trò thông minh, Hạnh thừa nhận tội phạm với tất cả các bạn tù. Ông nói rằng Hạnh có tên trong tù là ASEAN, nhận trách nhiệm về tội đã phạm, không đổ lỗi cho ai khác. Hạnh là tù nhân duy nhất bị xử bắn ở nhà tù Boyolali. 5 người khác gồm cô Rani Andriani, người Indonesia, bị xử bắn ở đảo tù Nusa Kambangan, ngoài khơi Nam Java, cùng 4 tù phạm Nam, người Brazil, Malawi, Nigeria và Hà Lan. Công tố viên trưởng Muhammad Prasetyo đã cho biết là 6 đội xử bắn thi hành án cùng một lúc vì lý do tâm lý. Ông nói xác các công dân nước ngoài sẽ được trả về cho nước họ. Tổng thống Brazil và chính phủ Hà Lan đã lên tiếng kêu gọi chính quyền địa phương tha mạng cho các công dân nước mình vào phút chót. Không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời với phía Indonesia hay không. Và thưa quý vị, đơn xin ân xá của 6 công dân nước ngoài bị Tổng thống Widodo đã bác bỏ, nên họ đã trở thành những tù phạm đầu tiên bị xử tử hình từ lúc ông Widodo nắm quyền lực. EU, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Indonesia ngưng xử tử họ lập tức với lý do xử tử hình là vi phạm nhân quyền. Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã triệu hồi đại sứ tại Indonesia, cho thấy một dấu hiệu quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Brazil với Indonesia. Tổng thống Widodo được xem là một nhà cải cách tự do, nhưng ông ủng hộ án tử hình vì cho rằng Indonesia lâm vào tình trạng khẩn cấp vì giới trẻ lạm dụng ma túy khiến mỗi ngày có khoảng 40 cho đến 50 thanh niên đã bị chết. Đã có nội ứng trong các vụ hải tặc cướp những chiếc tàu dầu trong thời gian vừa qua. Theo thống kê mới nhất của cơ quan hàng hải quốc tế, tức là IMB, các vụ cướp tàu chở dầu trên toàn cầu tăng từ 12 sự kiện năm 2013 lên đến 21 sự kiện năm 2014. 75% các
vụ cướp biển được toàn thế giới thống kê đều xuất hiện ở khu vực châu Á. Khuynh hướng này đang gây lo ngại rất lớn với toàn bộ khu vực. Ông Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay nguyên nhân là bởi mục tiêu của bọn cướp ở eo biển Malacca khác với cướp biển ở Somalia. Tại eo biển Malacca, cướp biển chủ yếu cướp tài sản, hạn chế việc giết người, trong khi tại Somalia thì cướp biển thích bắt người và đòi tiền chuộc hơn. Tất nhiên cũng có những vụ cướp biển giết người nhưng không phổ biến. Xăng dầu là loại tài sản dễ bán, dễ giấu tung tích nhất. Hơn một nửa lượng tiêu thụ trên biển về xăng dầu rất lớn và có nhiều loại hình tiêu thụ như là tàu cá, tàu buôn, tàu giao thông vận tải. Và do vậy cướp biển hay để ý đến những tàu chở dầu hơn cả. Các vùng duyên hải ở khu vực Đông Nam Á là tuyến có nhiều chiếc tàu dầu hay đi qua. Thưa quý vị, theo như thống kê thì có đến 70-90% dầu, tàu chở dầu thô đi qua khu vực này để đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Và vì vậy, không có gì là khó hiểu khi các vụ cướp thường hay diễn ra tại khu vực này. Các tàu Việt Nam cũng thường bị tấn công vì số lượng tàu chở dầu của Việt Nam đi qua khu vực bị cướp rất nhiều. Ông Đạm còn cho biết là có những dấu hiệu ở một số những tàu bị cướp. Sau khi mà điều tra, ông đánh giá là có hiện tượng nội gián, tức là khi mà công ty hoặc là thuyền trưởng của tàu chở dầu đó đi thuê người đã không tính toán, tìm hiểu kỹ lịch sử, lai lịch của những người được thuê nên đã thuê những người có mối quan hệ với cướp biển. Chính những người đó đã cung cấp hành trình, tạo điều kiện để cướp biển tấn công những chiếc tàu chở dầu. Nhưng khó khăn lớn nhất là cướp biển chủ ý là những người gốc Indonesia và Mã Lai. Do vậy, các quốc gia trên phải có trách nhiệm cao hơn, phải phối hợp chặt chẽ hơn với các quốc gia khác thì khả năng đẩy lùi và ngăn chặn nạn cướp biển sẽ được tốt hơn. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Cộng sản Việt Nam hợp tác quân sự với Ấn Độ. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 1 tại New Delhi đã có cuộc đối thoại quốc phòng giữa Việt Nam do Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu phái đoàn. Phía Ấn Độ là Thứ trưởng Quốc phòng R.K. Mathur. Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên đã cho rằng hợp tác quốc phòng đã có bước phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, hợp tác giữa các quân binh chủng và công nghiệp quốc phòng. Việt Nam đã đồng ý mua 4 tàu tuần tra của Ấn Độ để tăng cường lực lượng hải quân trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu mà New Delhi cấp cho Hà Nội. Tuy nhiên, Việt Nam chưa chính thức xác định là sẽ mua các tàu tuần tra nói trên từ xưởng đóng tàu nào. Trong quý 2 năm 2015, Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam đưa công nghệ, thông tin và ngoại ngữ học thành một trung tâm đào tạo thông tin lớn ở miền Trung Việt Nam để phục vụ nhu cầu của quân đội. Ấn Độ hiện đang huấn luyện thủy thủ Hải quân Việt Nam điều khiển các tàu ngầm hạng Kilo của Nga. Việt Nam và Ấn Độ đã có một quan hệ quốc phòng từ lâu, nhưng cho tới nay chủ yếu là chỉ thông qua các chương trình trao đổi quân sự, huấn luyện, cung cấp phụ tùng và bảo trì thiết bị quân sự. Theo báo chí Ấn, lần gặp kỳ này là hai bên tập trung về phương diện hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ quốc phòng, công nghệ thông tin. Cách đây vài ngày, báo chí Ấn Độ có loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Phùng Quang Thanh sẽ ghé thăm Ấn Độ cuối tuần này để lần đầu tiên cùng với đồng nhiệm Ấn Độ chủ trì đối thoại quốc phòng giữa hai nước. Nhưng thông tin báo chí Ấn Độ ngày hôm nay không thấy nhắc đến ông Phùng Quang Thanh. Trong khi đó cũng có tin về việc Việt Nam đã đổ bỏ 4 tấn sữa mỗi ngày và nhập về 1 tỷ mít kim sữa bột hàng năm. Nhiều người dân Việt Nam vừa qua đã phải tỏ ra hối tiếc khi thấy mỗi ngày Đà Lạt Milk đổ bỏ 4 đến 5 tấn sữa mỗi ngày. Doanh thu ngành sữa Việt Nam hiện chủ yếu đến từ hai phân khúc chính, đó là sữa bột và sữa uống, chiếm khoảng 2 tỷ 200 triệu mỹ kim doanh thu. Sữa bột là nhóm sản phẩm chủ lực và có giá trị cao nhất của toàn ngành, kế đến là sữa nước. Trong khi người dân Việt Nam được khuyến cáo là thấp bé nhất trong khu vực cần phải phát triển về tầm vóc, thì sữa được xem là giải pháp giúp cải thiện chiều cao và thể chất thế hệ tương lai, thì lại bị đem ra đổ ở đường ở cao nguyên Lâm Viên. Trên thực tế thì thanh niên Việt Nam đang có chiều cao, thể lực và cân nặng thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế và hiện đang trong nhóm hạt tiêu của khu vực này. Một nghịch lý khác là trong khi mỗi ngày thì Đà Lạt Milk phải chấp nhận đổ đi 4 tấn sữa tươi do công suất khai thác không cho phép, thì mỗi năm Việt Nam lại bỏ ra trên 1 tỷ mỹ kim để nhập khẩu sữa và nguyên liệu sữa từ nước ngoài, chủ yếu là loại sữa bột.
còn ngay ở nơi được xem là lý tưởng bậc nhất cho việc chăn nuôi bò sữa ở xứ nhiệt đới như Việt Nam thì mỗi ngày đang có hàng tấn sữa tươi bị đổ ra đường. Đại diện của Đà Lạt Milk đưa lý do mỗi ngày nhà máy chế biến sữa của công ty hoạt động hết công suất cũng chỉ chế biến tối đa là 8 tấn sữa. Trong khi đó, lượng sữa nguyên liệu thu mua vào từ các hộ chăn nuôi lên đến trên 12 tấn. Thu mua hết lượng sữa cho những hộ đã ký hợp đồng mỗi ngày Đà Lạt Milk phải đổ từ 4 đến 5 tấn. Lúc mà Đà Lạt Milk đổ vài tấn sữa mỗi ngày thì những doanh nghiệp khác đang chật vật trên chặng đường dài với đủ việc như là trồng thêm cỏ, xây thêm chuồng, nhập thêm bò mà chưa biết đến ngày nào mới cho ra sữa. Một bản tin khác liên quan về những chiếc cầu phao trông chênh tại Quảng Nam, thưa quý vị. Khoảng 5 ngày lại có một người rơi xuống sông và phần lớn là học sinh khi qua sông Bà Rén ở Quảng Nam bằng chiếc cầu phao trông chênh rợ rã. Nằm sát với phần đất của xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, nhưng tất cả các đất nông nghiệp của gần 100 hộ dân ở thôn Phước Mỹ 3, huyện Duy Xuyên lại nằm bên kia sông Bà Rén. Nếu đi vòng lên quốc lộ 1A để qua cầu Bà Rén thì quãng đường này mất hơn 5 km. Năm 2001, người dân cùng chính quyền đã quyên góp tiền mua 200 chiếc thùng phi nhựa để làm cây cầu phao bắc qua sông. Trải qua nhiều năm sử dụng, chiếc cầu dài 200 m, rộng hơn 2 m được lát chủ yếu bằng tre và gỗ bị xuống cấp nghiêm trọng. Chịu sức ép từ dòng chảy của sông, chiếc cầu trở nên cong queo lại và không có lan can nên rất nhiều người hợp. Đã rất nhiều trường hợp đã bị rơi xuống sông khi đi qua đây. Ngoài người dân ở tổ 2 thôn Phước Mỹ 3, khoảng 400 học sinh của xã Quế Xuân 1 đang theo học ở thị trấn Nam Phước cũng thường xuyên đi qua đây. Bà Lương Thị Thúy sống gần cầu cho hay là khoảng 5 ngày lại có một vụ rơi xuống sông được người dân cứu sống. Có ngày xảy ra đến mấy vụ, cũng có người không giữ được tính mạng. Vụ tai nạn gần nhất là sáng ngày 15 tháng 1, hai học sinh của trường Sào Nam lọt cả người và xe xuống sông khi tới trường. May mắn đã được cứu sống. Ở hai đầu cầu rất nhiều hương vàng được người dân rải để cầu an. Ông Văn Bá Thành, Chủ tịch thị trấn Nam Phước đã cho biết là mỗi lần vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương phải tháo cầu. Người dân muốn qua sông phải đi đường vòng. Người dân rất mong muốn có một cây cầu mới bằng bê tông, an toàn hơn nhưng chưa có kinh phí xây dựng. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối Chủ nhật, 19 tháng Giêng 2015, chương trình Bản tin Hoa Thình Đốn xin được mở đầu với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và sau cùng là chương trình Những vấn đề của chúng ta. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Duật. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đến với chương trình truyền hình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, chủ đề trong tháng của chúng tôi là Một năm nhìn lại. Và để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần thời sự gồm tiết mục sau đây. Tiết mục thứ nhất, Đại hội Gia đình Múa Đỏ. Phải thú thực một điều, khi đọc và xem những hình ảnh được một niên trưởng khoa 20 post trên diễn đàn Võ Bị về ngày đại hội của Gia đình Múa Đỏ, tôi hầu như sống lại cái thủa tung hoành trên bốn vùng chiến thuật của các thiên thần Múa Đỏ truy lùng và tiêu diệt địch. Nhưng khi đọc hai câu thơ của Múa Đỏ Nguyễn Văn Lập như sau: trên đầu tóc bạc, lòng không bạc, sắt son còn mãi với non sông. Tâm trạng của anh em lính dù sau ngày 30 tháng 4 nghiệt ngã của lịch sử cũng như của các chiến hữu khác vẫn còn khắc khoải và nặng lòng với non sông. Ban biên tập Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xin thành thật kính chúc quý đại bàng, quý liên trưởng cùng quý chiến hữu của Múa Đỏ thật nhiều sức khỏe và cố gắng yểm trợ đồng bào trong nước để giải thể chế độ cộng sản. Tiết mục thứ nhì, Đại hội Gia đình Mũ Xanh. Đánh dấu 60 năm ngày thành lập binh chủng Mũ Xanh, tháng 7 năm 2014, một đại hội thủy quân lục chiến được tổ chức tại Atlanta thuộc tiểu bang Georgia dưới sự chủ tọa của Đại tá Nguyễn Thành Chí, tư lệnh phó sư đoàn. Hầu hết các thành viên tham dự đại hội đã yêu cầu và lưu nhiệm chiến hữu Phạm Cang trong chức vụ tổng hội trưởng. Được biết, trong nhiệm kỳ thứ hai của nhiệm kỳ đầu của tổng hội, liên trưởng Phạm Cang đã đưa ra chương trình quỹ thương binh của binh chủng bằng cách kêu gọi tình đồng đội của những người lính Mũ Xanh mỗi năm gửi về ban thương binh của tổng hội để nơi đây trợ giúp anh em tại Việt Nam. Lời kêu gọi của ông đã được đáp ứng. Cũng trong tinh thần binh chủng, ban biên tập Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhắc nhở quý chiến hữu nào quên chưa gửi tiền về thương binh của tổng hội, xin gửi gấp để tổng hội có ngân khoản trợ giúp anh em thương binh tại Việt Nam. Trước thềm năm mới, cho phép chúng tôi được kính chúc
sức khỏe đến Đại tá Tư lệnh Phó Nguyễn Thành Chí, Đại tá Phạm Văn Trung, Đại tá Ngô Văn Định, Lữ đoàn trưởng, Niên trưởng Tổng hội trưởng Phạm Cang và Quý Chí Hữu một năm thật trọn vẹn. Tiết mục thứ 3, Đại hội Gia đình An Phao Đỏ. Các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ bị Quốc gia Việt Nam đã tổ chức rất thành công đại hội lần thứ 19 tại Texas. Được coi đây là một trong những đại hội mà con số người tham dự đông nhất, trên dưới 100 người. Sau khi cựu sinh viên sĩ quan Trần Vệ khóa 19 đắc cử chức vụ Tổng hội trưởng nhiệm kỳ 14-16, gia đình An Phao Đỏ đã bước qua những khó khăn của 2 năm trước đó. Rất nhiều các cựu sinh viên có khả năng và tinh thần trách nhiệm đã nhận lời mời của tân hội trưởng tham gia vào ban chấp hành, đúng như lời sinh viên sĩ quan Mai Văn Tấn đã viết trên diễn đàn của Tổng hội. Và thật là một thiếu sót nếu không đề cập đến ban moderator của diễn đàn. Ngay từ ngày đầu của nhiệm kỳ 14-16, ban moderator đã vượt qua những khó khăn của 2 năm trước, lấy lại được truyền thống của trường mẹ. Hy vọng với chủ đề của đại hội là sức mạnh của truyền thông, Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam sẽ đóng góp công sức trong việc thực hiện lý tưởng quốc gia của mình là giải thể chế độ cộng sản. Phần thứ nhì, không bỏ rơi đồng đội. Dòng Chúa cứu thế. Khi nhìn thấy các anh em thương binh của chúng ta súng xính cho bộ quần áo tương đối tươm tất, nét mặt rạng ngời đến tham dự buổi gặp gỡ đầu tiên tại Sài Gòn do Dòng Chúa cứu thế tổ chức với chủ đề tri ân các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những anh em mặc áo lính không ai mà không cảm động khi xem video clip của Dòng Chúa cứu thế. Đặc biệt sau đó lại có thêm chương trình khám bệnh cho những người đã hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc. Xin được tri ân sự tiếp tay quý báu này của linh mục Dòng Chúa cứu thế và quý vị trong chương trình này. Đại Nhạc Hội cảm ơn anh Kỳ Tán, Đài Truyền hình SBTN và các anh chị em nghệ sĩ trong Trung tâm Asia là những thành phần cốt yếu đã bỏ ra rất nhiều công sức để tiếp hội ADO, quyên góp tài chính để giúp anh em thương binh. Qua cuộc điện đàm với anh Nguyễn Phán, Tổng hội Phó Nội vụ, có nhờ chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong dịp lễ lớn xin nghĩ đến anh em thương binh tại quê nhà. Quý vị nào có khả năng xin yểm trợ một thương binh trong năm. Để giúp hội ADO trong việc yểm trợ thương binh xin vui lòng gọi về 714-539-3545, 714-590-8534. Chúng tôi xin lặp lại 714-539-3545, 714-590-8534. Chi phiếu xin gửi về Hội HO PO Box 25554, Santa Ana, California 92799. Rất mong được sự tiếp tay quý báu của quý chiến hữu. Cây mùa xuân của gia đình An Phao Đỏ. Qua lời kêu gọi tiếp tay của cựu sinh viên sĩ quan Lê Thi, khóa 19, Tổng hội Phó đặc trách xã hội, đã được các gia đình An Phao Đỏ, các chị trong đoàn phụ nữ Lâm Viên, các cháu trong đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu và đặc biệt là đoàn phụ nữ Lâm Viên Bắc California đã tiếp tay rất là tích cực. Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận phu nhân của cựu Tổng hội trưởng Nguyễn Văn Chấn, nhiệm kỳ 10-12 đã kêu gọi quý chị cựu học sinh Trương Vương đã tiếp tay cho cây mùa xuân năm nay. Xin cảm ơn hội cựu học sinh Trương Vương và quý chị nữ sinh Trương Vương. Và với chủ đề hồi sinh, cây mùa xuân năm nay đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Phần thứ ba, tội ác của bên thắng cuộc. Thưa quý vị, một niên trưởng của chúng tôi thiếu tá Lê Văn Thời thuộc binh chủng thủy quân lục chiến khóa 20 Đà Lạt, ông nhận lời mời của ban biên tập cho chúng tôi được trích đăng ký ức của ông về những câu chuyện 66 năm không thể quên. Sự thật này xảy ra vào năm 1949. Năm đó, tôi, đây là thiếu tá Lê Văn Thời, vừa tròn 8 tuổi. Gia đình tôi thuộc Đại Cao Đài, gốc ở Mộc Hóa, xưa thuộc tỉnh Tân An. Khoảng năm 1935, vì thường xuyên bị quân đội Pháp hành quân bố giáp, không chịu nổi nên cha mẹ tôi đã bỏ quê hương tìm về Tây Ninh, nơi thánh địa của Cao Đài. Khi tôi bắt đầu có một chút hiểu biết, còn nhớ về phía sau nhà tôi toàn là ruộng lúa, sau Tết năm 1949, khoảng một tháng thì Việt Minh tràn về xóm tôi, bắt đầu từ ngã ba Bầu Năng cho đến hết tỉnh Bình Dương. Khoảng thời gian này, quân đội Cao Đài tuy đã được thành lập nhưng toàn bộ chỉ được gồm 2 cây súng là Muscatong, còn lại toàn là tầm vông và vạt nhọn. Xóm tôi hoàn toàn không có bất cứ đồn bót nào của Cao Đài bảo vệ. Bọn Việt Minh đi đến đâu, đốt nhà đến đó. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, lửa sáng rực cả một góc trời. Cũng may, bọn chúng đã dừng lại khi chỉ còn cách nhà tôi khoảng đúng 2 căn. Cả nhà chúng tôi phải chạy ra phía sau, chum núp trong một cái giếng cạn mà hàng xóm đã đào để lấy nước tưới cho ruộng hoa màu. Mở sáng hôm sau, tôi nghe tiếng khóc vang dội khắp cả xóm. Rất ít nhà nào còn nguyên vẹn như gia đình tôi. Một khoảng ruộng mênh mông sau xóm,
đâu đâu cũng có người chết. Hình ảnh ghê nhận nhất làm tôi hãi hùng đến mức mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn như là mới, chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Cách nhà tôi 3 căn, nhà của 2 anh chị 2 nhân, chỉ còn mấy cây cột nghi ngút. Anh Hai Nhân bị bã tấu chặt đứt đầu, chỉ còn dính lại một miếng da và một bàn tay rớt bên cạnh. Có lẽ là khi bị chặt đầu, anh đã đưa tay lên đỡ nên bàn tay bị đứt văng ra. Bên cạnh anh là vợ, hai tay còn ôm cứng đứa con trai đầu lòng 8 tháng tuổi, miệng vẫn còn ngậm vú của chị. Hai mẹ con bị đâm một lưỡi lê xuyên suốt từ đứa nhỏ sang chị, ruột can đứa bé đổ ra lòng thòng, cả một góc trời ruộng đỏ như là máu. Hình ảnh đó vẫn ám ảnh cho tôi đến ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, cũng trong năm này khoảng 3-4 tháng sau, nhân một buổi lính Pháp hành quân lục soát qua xóm tôi, buổi trưa bọn chúng dừng lại ăn cơm. Bọn chúng thấy nhà thiếm Tư Đính cách nhà tôi khoảng 6 căn có một ổ gà khoảng hơn 10 trứng. Bọn chúng đã mua các ổ trứng gà đó và trả rất cao nên thiếm bằng lòng bán để lấy tiền mua gạo cho các cháu. Thấy vậy, cô Tư Hấu nhà bên cạnh cũng có một ổ gà khoảng 10 trứng, cô đem ra bán cho bọn lính Tây. Thế mà ngay đêm đó, bọn du kích bắt thiếm Dư Đính cùng cô Hai Hấu đem xuống ngã ba Bầu Năng, cắt cổ cả hai người, thủ cấp được găm vào một cây cọc có treo bảng kết tội Việt gian. Tôi đã thấy tận mắt hai cái đầu bị chặt của thiếm Tư Đính và cô Tư Hấu, cả hai mắt vẫn trợn trừng, có vẻ như sợ hãi cực độ. Hình ảnh đó một lần nữa đã ăn sâu vào tiềm thức tôi. Vì thế đó mà khoảng tuổi thơ của tôi, tuy có đọc sách nói về tội ác của bọn thực dân Pháp, nhưng tôi vẫn không hề thấy sợ, mà đôi khi còn có chút cảm tình. Riêng khi nghe hai tiếng Việt Minh là tôi cảm thấy kinh sợ đến hãi hùng. Thú thực, khi lớn lên vào trường võ bị Đà Lạt, thực tế không phải vì lý tưởng, vì lúc đó còn quá nhỏ, chưa hiểu gì về lý tưởng, tôi xin vào quân đội để chống lại bọn Việt Minh Cộng sản quá sức dã man ngay với chính đồng bào của họ. Hai câu chuyện này chúng ta thấy rằng với Việt Cộng từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ, những chữ mà anh em mũ xanh chúng tôi hay gọi Việt Cộng là dã man, tàn bạo, vô nhân đạo là một chân lý đúng cho đến khi nào hai chữ Cộng sản biến mất trên mảnh đất chữ S của chúng ta. Phần thứ tư, câu chuyện trong năm. Trước khi blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải bị Việt Cộng tống xuất sang Mỹ, thì đã nhiều lần cộng đồng người Việt tại Mỹ đã có những cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Obama can thiệp để Việt Cộng trả tự do cho nhà đấu tranh này. Nhưng khi anh đặt chân đến Mỹ thì cộng đồng đã có hai khuynh hướng rõ rệt là bênh và chống. Hôm nay tình hình bênh và chống tương đối đã lắng dịu, cho phép chúng tôi được trình bày quan điểm của số anh em chúng tôi như sau. Trong hai trận chiến mà cả hai phe Quốc và Cộng, phe nào cũng có 100.000 kế để lừa phe địch, lũng đoạn phe địch, đưa phe địch vào bẫy để giành phần thắng. Quốc gia chống Cộng sản bằng sự thành thật, Hà Nội chống quốc gia bằng sự dối trá. Mục tiêu chính của chúng ta không phải là hoan hô hay đả đảo điếu cày. Điếu cày chỉ là một con bài trong mặt cờ chiến lược, không có điếu cờ này sẽ có điếu cày khác. Mục tiêu chính là Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Hiện nay trong cộng đồng có những người nhân danh quốc gia chống cộng có những ý kiến khác biệt, người bênh người chống điếu cày. Nhưng ý kiến khác biệt đó rất hữu ích để phân tích, nhưng không khéo sẽ vô tình trúng kế của Hà Nội là quên đi hoặc sao lãng mục đích chính của chúng ta và tạo nên sự hỗn loạn trong cộng đồng, có thể gây chia rẽ trong hàng ngũ chống cộng. Với ý kiến khác biệt đó giúp chúng ta nhận định một cách sáng suốt hơn và cần thời gian để điếu cày có thể tiếp tay với chúng ta trong cuộc giải trừ chế độ Cộng sản với mục tiêu tối hậu là toàn vẹn lãnh thổ, toàn vẹn lãnh hải và người dân Việt được hưởng tự do, thực thụ mà nhân phẩm được tôn trọng. Cuộc chiến quốc cộng đang trong thời kỳ quyết liệt, Hà Nội đang ở trong tình trạng bế tắc và chia rẽ. Xin hãy làm gì cho đúng với chức năng của một đoàn quân là bảo quốc an dân. Kính thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới. Xin đa tạ. Thành chúc mời quý vị trở lại với chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta. Và để tiếp tục câu chuyện thì vẫn là câu chuyện của The Gateway to Freedom Project, dự án con đường đến tự do, hoặc là dự án hành trình đến tự do. Và vị khách mời của chương trình tiếp nối là ông Đỗ Quang Tỏa, là một cựu sinh viên quốc gia hành chánh mà cũng là một thành viên của Ủy ban Yểm trợ Phòng Đọc Sách Tiếng Việt. Thanh Trúc xin kính chào anh Đỗ Quang Tỏa. Kính chào chị Thanh Trúc và kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN DC. Dạ, thưa quý vị cũng biết là anh Đỗ Quang Tỏa là một khuôn mặt có thể nói rằng là hoạt động quen thuộc về các vấn đề từ nhiều vấn đề ở trong cộng đồng Việt Nam, và đây cũng là một người là có quan tâm rất nhiều đến những cái vấn đề ở trong cái cộng đồng của chúng ta, về từ văn hóa cho đến giáo dục cho đến kinh tế
đặc biệt là về mặt kinh tế nữa. Anh đã có những cái dự án rất là hay về mặt kinh tế. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về cái hành trình đến tự do, The Gateway to Freedom Project, thì thưa quý vị và cũng như thưa anh Đỗ Quang Tỏa, anh cũng có chia sẻ rằng là từ năm 2005, khi mà những cái tiệm bán sách của người Việt ở cái vùng Virginia, Washington DC hoặc là Maryland đã vắng bóng đi, nó từ từ nó vắng bóng đi, nó trở thành ra một cái gì thật là mờ nhạt đi đó, thì lúc đó người ta nghĩ đến phải duy trì cái chữ Việt ở trên đất nước này, và do đó mà cái phòng đọc sách tiếng Việt ra đời năm 2005. Dạ, mà thưa quý vị, để chia sẻ một chút là lúc đó Thanh Trúc được hân hạnh là người dẫn cái chương trình mà khai mạc cái phòng đọc sách tiếng Việt ở thư viện Thomas Jefferson. Dạ, và đến năm 2010, như là cô Lê Tấn Mộng Hoa đã trình bày trong chương trình trước, là cái dự án Hành trình đến tự do với 300 viên gạch và con đường đi vào cái cửa chính của thư viện Thomas Jefferson, trong đó có phòng đọc sách tiếng Việt, đã thành hình. Dạ, thì bây giờ đó mình lại tiếp nối, nhưng mà với 600 viên gạch. Nhưng mà thưa anh Đỗ Quang Tỏa, anh có thể chia sẻ là công việc nào thì nó cũng có khó khăn, phải không ạ? Thì nếu mà bây giờ nhìn lại cái thời gian qua, mà khi mà để mà có thể ra mắt được cái phòng đọc sách tiếng Việt và cái dự án mà Hành trình đến tự do, thì những cái khó khăn mà mình phải đối đầu để mà mình rút cái kinh nghiệm cho những cái việc làm sắp tới. Thưa chị Thanh Trúc, thì cái khó khăn đầu tiên đó là khi mà chúng ta muốn có phòng đọc sách thì là cái location và cái tòa nhà thì lấy ở đâu. Thì chúng tôi đã thấy ngay là chúng ta đã ở Hoa Kỳ, thì chúng ta phải dựa vào những cái phương tiện mà chúng ta đã có. Do đó chúng tôi đã chọn cái phòng đọc sách ở cái thư viện Thomas Jefferson, là nơi chỉ cách trung tâm Eden có khoảng hơn 1 cây số, chung quanh rất là nhiều người Việt Nam ở, và sẵn họ đứng sửa đổi lại. Thì đó là một cái khó khăn mà chúng tôi vượt qua, tức là sử dụng những cái phương tiện mà chúng ta đã có ngay tại đây. Và đây, cái thư viện này cũng là do tiền thuế của chúng ta đóng góp. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là khi chúng tôi tổ chức những cái fundraising để cho làm cái đường đến tự do, cũng như là xây dựng cái phòng đọc sách tiếng Việt đó, thì chúng tôi làm theo đúng cái phương pháp làm fundraising, tức là cái cơ quan mà đứng ra nhận tiền đó là Fairfax County Library Foundation. Chúng tôi là những cái thành viên trong cái ủy ban vận động, chúng tôi không có dính líu đến tiền bạc. Tất cả mọi sự đóng góp quý vị gửi thẳng về Fairfax County Library Foundation, và Fairfax County Library sẽ cho quý vị một cái thư là xác nhận là quý vị đã đóng góp để quý vị trừ thuế. Đồng thời trên cái website mà như chị Thanh Trúc đã biết đó, là www.đườngđếntựdo, chúng tôi cũng đăng danh sách của tất cả những người mạnh thường quân đóng 1.000, hay là tất cả những ân nhân mà mua viên gạch đều có tên ở trên đó hết, để quý vị có thể vô đó coi. Và điểm cuối cùng nữa đó là tất cả những cái chi phí khác thì là do các ủy viên trong cái ủy ban vận động là sẽ trang trải, đặc biệt là do Hội Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Bắc Hoa Kỳ phối hợp với các hội đoàn khác. Tất cả những cái chi phí nhỏ nhặt là chúng tôi đều là tự chi tiêu lấy, và tất cả số tiền đóng góp đi thẳng đến cái Fairfax County Library Foundation. Dạ, từ đó là vấn đề mà gọi là đóng góp quý vị, và anh Đỗ Quang Tỏa cũng đã nói một cách rất là minh bạch về cái vấn đề đóng góp như thế nào và tiền đi đâu và sẽ được sử dụng như thế nào, ai sẽ điều hành cái quỹ đó. Thưa, ở trong cái gọi là cái tinh thần mà mình nói rằng là cái vấn đề của chung của chúng ta ở đây, một trong những vấn đề chung của chúng ta ở đây mà chắc có lẽ quý vị cũng đồng ý với anh Đỗ Quang Tỏa và cũng giống như là với Thanh Trúc, đó là duy trì được cái gì mà mình thấy là Việt Nam, qua cái văn hóa, qua cái chữ viết, qua cái sách đọc, là một cái vấn đề thật là quan trọng mà mình sợ, rất sợ nó bị mai một đi, giống như là nó đã bị vắng bóng. Những cái tiệm sách bán sách những cuốn sách Việt Nam bị vắng bóng ở trong vùng rồi. Và có thể nói rằng nó trở thành ra không còn nữa, thưa quý vị. Thành ra bây giờ Thanh Trúc muốn hỏi tiếp, đó là thưa anh Đỗ Quang Tỏa, sau bao năm đó, thì cho đến lúc này đã, anh có thể nói rằng là cái phòng đọc sách tiếng Việt nó nằm ở trong cái thư viện Thomas Jefferson, ở một cái khu đông người Việt Nam lui tới chẳng hạn, thì cái sự hoạt động của nó có đều đặn không? Mình có thấy được là nó đã có mời gọi được người Việt Nam đến đó để mà, tại vì có thật có nhiều người đói sách, quý vị, đói sách và thích đọc tiếng Việt, thì cái
Đồng Hương ở đây lui tới như thế nào, và họ có đem sách về nhà đọc rồi đem đến trả rồi tìm kiếm sách mới được hay không? Dạ thưa vâng, cho đến hôm nay thì chúng tôi có khoảng hơn 5.000 cuốn sách do chúng tôi mua hoặc là do các tác giả gửi tặng đến, và chúng tôi đa số các sách Việt Nam nó không có cái số của trên Quốc hội Thư viện Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi phải có người đọc lại, tổng kết và đưa cho thư viện họ đóng lại, tại vì nhiều khi sách tiếng Việt mình in nó không cứng đó, cũng có một hai người mượn nó rách. Thì đó là điểm thứ nhất, là chúng tôi đã tất cả những, có thể nói là tất cả những sách nghiên cứu khảo cứu mà in tại Hoa Kỳ hoặc các nước ngoài đó chúng tôi đều có. Và bây giờ là chúng tôi, rồi thêm nữa chúng tôi có một cái số sách nhỏ về các chuyện cổ tích Việt Nam là để cho các thế hệ, các em đến. Và một trong chương trình sắp tới đó là mỗi một tháng, hy vọng là hoặc là gần hơn, chúng tôi sẽ có một cái giờ kể chuyện cổ tích bằng tiếng Việt, hoặc là chúng tôi sẽ làm những cái video vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để cho các cái thế hệ mà con em sau này đó thì chúng ta có thể theo tiếp tục là biết về cái thư viện. Và thêm một điểm nữa đó là như chị Thanh Trúc, chúng tôi có nhận được một cái sự đóng góp 1.000 đồng, và chỉ để cái trên cái viên gạch đó là vinh danh cờ vàng. Thì đó cũng là một cái điểm, tại vì đó thư viện Thomas Jefferson, chương trình dự trù đó là sẽ ở chỗ đó, không có gì thay đổi cho đến năm 2060, tức là hơn 40 năm nữa. Thì như là chị Mộng Hoa đã trình bày, đây là cái vấn đề là chúng ta duy trì nhiều cái thế hệ, như là những cái viên gạch của chúng tôi để đó, hay chúng tôi thấy nhiều người để đó, chẳng những cho con mà đa số cho cháu, tại vì 40 năm nữa chúng ta không còn nữa. Và tất cả những cái di tích của cái người tị nạn Việt Nam mà tị nạn tại Hoa Kỳ, đó là một cái nơi dù rất là nhỏ nhoi nhưng đó là một cái dấu tích mà nếu quý vị ở xa có dịp về thủ đô Washington DC đó, thì là đến thăm khu Eden, thì cái thư viện này rất là gần, quý vị có thể đi đến nơi, dù là ngày thứ bảy chủ nhật thư viện đóng cửa, tại vì là con đường đi vô, quý vị có thể đến đó và quý vị có thể tìm. Và tìm tên cũng rất là khó, là tại vì đó là nó không có theo một thứ tự nữa. Chúng tôi, người nào gửi tiền vô trước thì chúng tôi gửi cho hãng gạch, họ in tên. Và khi cái người mà sắp xếp để viên gạch xuống nó cũng không theo thứ tự nào, thì cũng đó là một cái chuyện cũng vui. Chị thấy ông đến nơi rồi chị đứng đó tìm, như tôi đó là tìm có thể là phải 5-10 phút mới tìm ra. Thì đó là một cái di tích mà như chị Mộng Hoa với lại chị đã nói đó, ngoài vấn đề duy trì cái văn hóa phòng đọc sách tiếng Việt, chúng ta còn duy trì một cái di tích chứng đánh dấu cái sự định cư của người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ. Dạ vâng, đúng rồi. Dạ thưa anh Đỗ Quang Tòa cũng như kính thưa tất cả quý vị, Thanh Trúc cũng thấy được cái không khí nó rộn ràng và náo nức khi mà năm 2010, khi mà khánh thành cái con đường đến tự do, lúc đó có 300 viên gạch. Thanh Trúc đã thấy nhiều người đến đó và tìm tên của mình. Họ phải tìm một lúc lâu, như anh Đỗ Quang Tỏa nói, thì mới thấy được tên của mình và họ cảm thấy hạnh phúc. Đã có nhiều người, tên khắc trên những viên gạch, 300 viên gạch đó, đã có nhiều người bây giờ nằm xuống vĩnh viễn, ra đi và không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Nhưng tên của họ vẫn còn đó. Nó như một cái bia, nhưng mà cái bia đó một cái bia văn hóa, thưa quý vị. Cái bia để mà nói rằng là tôi trong cái hành trình đến tự do, tôi có mặt ở đây. Thanh Trúc đang cầm trong tay câu hỏi cuối cùng là cái donation form. Cái donation form này là về mà đóng góp đó, thưa quý vị. Thì là Thanh Trúc thấy là có nói rằng là $1,000 là founding sponsor, rồi một viên gạch đó là $50 là cho cá nhân từng người. Thì thưa anh, có thể kêu gọi tiếp tục để mà làm sao để mà 600 viên gạch đó được hoàn tất từ giờ cho đến tháng 5 ạ? Dạ. Thưa cái 20 mạnh thường quân 1.000 đồng đó, thì giờ chúng tôi chỉ còn khoảng chừng độ 10 cái chỗ đó thôi. Còn viên gạch thì tôi nghĩ chúng tôi còn khoảng chừng độ 400 viên gạch. Và đây là giai đoạn chót, tức là sau cái ngày này rồi đó, và cái ngày khánh thành vào ngày 2 tháng 5 đó, thì là cái chương trình này kể với chấm dứt. Chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn đó là maintenance thôi, tức là đến năm 2060 mới muốn có sự thay đổi. Thì đó tôi cũng xin nhân cơ hội này kêu gọi quý đồng hương, bạn hữu, nếu mà muốn đóng góp, xin đi vào cái website www.đườngđếntựdoviếtliền.com để có thể thấy những cái viên gạch và cũng như cái donation form. Dạ vâng. Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ của anh Đỗ Quang Tỏa đã đến để trình bày. Và thưa quý vị, Thanh Trúc cũng xin mạn phép được chấm dứt chương trình những vấn đề của chúng ta ở đây. Và xin được nhắc lại là xin quý vị vào trang web www.đườngđếntựdo.com và hãy lưu lại tên của mình trên những viên gạch,
trên hành trình đến tự do. Thưa quý vị, có thể đó là cái món quà ân nghĩa 40 năm mà quý vị sẵn lòng để tặng cho nước Mỹ ở riêng vùng DC này. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn thời giờ của anh Đỗ Quang Tỏa và Thanh Trúc. Xin kính chào quý vị, xin hẹn quý vị trong lần tới. Xin chào chị Thanh Trúc và chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Thân Xuân xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi đó là chương trình Vòng Quanh Thế Giới. Và sau đây, Thân Xuân xin mời quý khán giả cùng theo dõi những tin tức, những bình luận tin tức nóng trên toàn cầu cùng với các ký giả. Kính thưa quý vị, chương trình Vòng Quanh Thế Giới hôm nay lại đến với quý vị. Tôi là Trương Sĩ Lương. Dạ, tôi là Hà Thúc Thanh, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Vâng. Dạ, kính thưa quý khán giả, đầu năm thì cũng có chuyện lớn quá, phải nói là chưa từng thấy lớn như vậy. Vâng. Ở Âu Châu. Vâng, tại Âu Châu, cái vụ tấn công vào cái tòa báo Charlie Hebdo phải không anh? Charlie Hebdo. Của một cái nhờ hai cái gọi là cái người khủng bố của tài Hồi giáo đã không những giết chết hết 8 người ở trong đó mà về sau còn giết tất cả, thưa anh là mấy người? Tất cả là 17 người. Dạ vâng, tất cả là 17 người thì 17 người. Đây là một cái sự xúc phạm vào trong một cái điều hết sức quan trọng của dân Pháp, tức là cái tự do ngôn luận. Nhưng mà có những người thì họ nghĩ rằng là cái sự tự do ngôn luận đó hơi quá đáng, thì theo anh nghĩ như thế nào? Thì thật ra là đó là một cái văn hóa đối với Pháp, đó là một cái nền văn hóa. Một cái sự bình thường, trào phúng là một sự bình thường. Trào phúng đôi khi trào phúng họ có thể sửa sai. Dạ vâng. Những cái chuyện trong xã hội và họ nghĩ rằng là tôn giáo có cái sai và họ trào phúng để mà có tính cách giáo dục. Dạ vâng. Thì giáo dục nhưng mà những cái nước khác đó, ví dụ như những cái nước chậm tiến hơn. Dạ vâng. Hoặc là bên Trung Đông thì họ có những cái hình vẽ Muhammad gọi là giáo chủ của họ là như vậy, là xúc phạm nặng nề, xúc phạm vào cá nhân, và là họ phải giết chết để mà trả thù, và họ nghĩ rằng là họ nhân dân Atla để họ giết mấy người đó. Dạ vâng. Thì dĩ nhiên đó là một cái điều, một cái sự xúc động lớn cho cả thế giới. Và sau đó đó thì nếu như tôi không lầm thì có một cái sự rất là nhiều người dân đã họp lại để mà có một cuộc biểu tình để mà phản đối cái tính chất độc ác của cái cuộc tấn công này, phải không? Từ khi ngày 7 cho đến ngày 9 thì Pháp đã huy động một cái lực lượng cảnh sát, mấy chục ngàn cảnh sát đi để giải quyết cái chuyện là phải bắt 80.000 người cảnh sát, là một sự phỉ tội rất là nặng. Và tội trộm rất là nặng, và là sau khi mà bắt được thì cái đám này cũng bắt thêm con tin và là chết chóc cũng khá nhiều. Tổng số là 17 người đó. Vâng, tất cả 17 người, chưa kể những cái người khủng bố. Dạ vâng. Bốn tên khủng bố. Bốn tên khủng bố. Ba nam một nữ. Thì các nước ở trên thế giới đã phản ứng về cái chuyện này như thế nào, thưa anh? Vâng. Thì ngày 11 là cái ngày mà họ kêu gọi xuống đường. Dạ vâng. Và có khoảng chừng 4 triệu người đã tập trung ở Paris để xuống đường. Và trong đó là người ta thấy có khoảng chừng 40 nguyên thủ quốc gia cũng giống như là lãnh tụ các tôn giáo trên thế giới có mặt. Tức là những cái nước lớn và những cái phong trào lãnh đạo tốt là như vậy, là những cái là có tầm cỡ quốc tế là có sự có mặt đó. Vâng. Nhưng mà thưa anh, có một cái điều người ta cũng nhận là cái sự thiếu mặt của Hoa Kỳ. Vâng. Thì trước cái chuyện người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ là một nước tiên phong trong cái vấn đề mà gọi là chống lại khủng bố. Vâng. Thì dĩ nhiên nếu như mà một cuộc tấn công lớn như vậy thì không những hoặc là Tổng thống Obama, hoặc là ít ra cũng phải là có một cái bộ trưởng bộ ngoại giao thế này thế kia. Thì thưa anh, có phải rằng chính cái điều này đã nói lên được rằng là Hoa Kỳ không gọi là màng nồng đối với cái vấn đề của tại Âu Châu, hay là ông làm cái sự sơ sót của ông ta? Không, tôi nghĩ là sơ sót cũng phải không màng nồng đâu. Thứ nhất là nó dịp trùng hợp ông đang nghỉ vacation ở Hawaii. Mới vacation về. Mới vừa về cũng đã có lẽ oai mệt mỏi. Nhưng mà thật ra ông có tuyên bố bên đó rằng là cái chuyện terrorist làm vậy là không có thể chấp nhận được. Vâng. Là tự do ngôn luận phải được tôn trọng. Vâng. Và ngay cả ông Kerry khi cùng bay ở lúc cái nào đó cũng nói rõ ràng là chúng tôi người là hoàn toàn cần đâm về cái chuyện này. Dạ. Và là để góp phần vào chung của nhân loại.
Nhưng mà nếu mình nhìn trong cái sự gọi là khủng bố mà nó xảy ra tại Pháp như vậy đó, thì mình có thể nghĩ rằng là một cách hết sức là dễ dàng như vậy, thì thưa anh, mình có thể nghĩ rằng là tại châu Âu cái vấn đề khủng bố nó đã đến một cái mức độ, nó sửa soạn cho vấn đề khủng bố đến một mức độ rất là cao, có phải vậy không thưa anh? Vâng, tại vì xưa nay thì nói chung là tình hình Âu Châu không đến nỗi ngày là tệ chỉ có bên Anh bị nặng. Rồi nhưng mà bây giờ Pháp là lần đầu tiên bị cái gãy lạnh cái búa này hơi nặng đấy. Nặng quá. Là tại vì họ sửa soạn chứ. Là tại vì hai cái tay này đã được huấn luyện trước đây. Và tuy là cứ ngủ tại Pháp nhưng mà có thể là đã qua Yemen huấn luyện cái này rồi, huấn luyện về quân sự. Và hai tên này là hai tên mà cũng cơ bớt lang thang chứ không có nghề nghiệp, nghề ngóng gì. Nhưng mà nghe nói là 2012 đã lãnh lương. Và để sửa soạn chứ cái này cũng lâu rồi chứ không phải mới. Nhất là họ nhất định là họ là point vào, là target vào cái tòa soạn báo Charlie Hebdo. Là tại vì xưa nay thì báo này nó vẫn chỉ trích mấy cái tôn giáo, ví dụ như Catholic hay là Muslim, cái này cái đó vẫn chỉ trích như bình thường. Nhưng mà nếu như tôi không lầm đó thì những cái tờ báo này thường lúc trước cái số lượng nó rất ít. Và nó cũng phải là một cái tầm cỡ quá lớn. Nhưng mà sau cái vụ này thì cái tờ báo này thì cái nghe nói là nổi danh lắm rồi. Vậy bây giờ thì trước đây thì chỉ họ có khoảng chừng 7.000 reader, tức là 7.000 độc giả. Nhưng mà ấn bản thì cả 28.000 số thôi. Thấy không? Nhưng mà hai cái năm vừa rồi họ mất khoảng chừng một năm khoảng chừng 100.000 euro. Thì cũng sắp tiền rồi. Tại vì đó là cái chúng của báo giấy thôi. Nhưng mà vừa rồi đó thì xong cái vụ này gọi là cái ấn bản vừa rồi đó, tuần rồi đó là in tới 3 triệu ấn bản mà không đủ nữa. 3 triệu ấn bản mà bây giờ là cái người mà mua lẻ đó, mua lẻ tới tòa soạn đó, subscriber đó, mua dài hạn đó là tới 120 rồi. 120 người đó. Thì anh, điều đó chứng tỏ rằng là cái vấn đề tự do ngôn luận tại Pháp nó hay là tại các nước mà tiên tiến đó, nó có một cái giá trị rất cao. Bởi vì không những là cái số lượng phát hành đã tăng lên rồi, bởi vì nếu như mà không phải là một cái vấn đề quan trọng thì có tăng lượng phát hành người ta cũng mua. Và có lẽ nếu như mà nó tăng giá lên thì cũng ai mua đấy cả. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái tự do ngôn luận tại các nước tân tiến là một điều hết sức quan trọng. Rất là quan trọng. Vì vậy mà quý vị thấy là tất cả thế giới, nhưng mà thế giới tự do đó, đều người là rùng rợn trong cái việc mà sát hại những cái nhà báo như vậy, mà chạy vô ngang xuyên gặp ai bắn đó, thấy không? Và bắn một cách tàn bạo luôn. Thành thế giới phản ứng là phải. Nhưng mà ngay cả khi mà tuần vừa rồi đó thì ngoại trưởng John Kerry cũng đã qua Paris để tới những cái nơi mà xảy ra vụ khủng bố đó để mà đặt vòng hoa và là tưởng niệm. Và cũng chia sẻ với nước Pháp và là Âu Châu. Và tôi nghĩ rằng là Âu Châu kỳ này lạnh cái đó nặng quá. Bên cạnh những cái nặng khác là cái Ukraine chẳng hạn, phải không thưa anh? Ukraine, cái trận chiến Ukraine ảnh hưởng tới Âu Châu, tới kinh tế, rồi cấm vận, rồi đủ thứ. Thành ra nghị hội EU, tuy nhiên là Âu Châu vừa rồi đó, họ dứt khoát là phải buộc Nga giải quyết cái vấn đề miền đông của Ukraine. Phải rút quân ra và không có viện trợ cũng như là đưa vũ khí đạn dược vào đó nữa, và không để cho Ukraine yên ổn. Có thể là phải giải quyết theo cái bán đảo Crimea mà họ đã chiếm từ tháng 3 năm 2014 vừa rồi. Tức là nói tóm lại, Âu Châu không những là đang phải đối đầu rất nhiều đối với cái vấn đề khủng bố của ISIS và cực đoan Hồi giáo, mà đồng thời ngay trong nội bộ của Âu Châu đã có những vấn đề hết sức là nan giải. Thì có lẽ Âu Châu sẽ là một cái điểm nóng trong thời gian sắp tới. Nhưng mà thưa anh, nếu quả là Âu Châu như vậy đó, và một cái sự có mặt của khủng bố nó đến như vậy, thì các nước khác tại vùng Âu Châu đó, họ có phải đối diện với những cái vấn đề khủng bố này hay là không? Mấy nước khác xa thì không có, nhưng mà mấy nước láng giềng của Pháp đó, họ cũng gặp trường hợp tương tự, là họ đang truy lùng những cái tên khủng bố của ISIS mà họ nghĩ rằng là có thể đã hiện diện rồi. Ở đâu? Sau khi họ đã huấn luyện ở, chính như là ở Hòa Lan, ở Bỉ và ở Đức, thì là đó là những cái tay mà cái đám ISIS, tức như là cái đám Hồi giáo quá khích đấy, nhà nước Hồi giáo đó, họ đã kêu gọi nhập ngày là kêu gọi tuyên mộ, và bây giờ họ sẽ trở về để thi hành sứ mạng của những cái người mà gọi là làm con của thượng đế Mohammed. Thì có một số người cho rằng là một trong thời gian qua đó, các nước Âu Châu như Pháp, Đức hoặc là Anh bị thế này thế kia đó,
sợ gì mà họ gặp cái hình hoàn cảnh của ngày hôm nay là vì cái chính sách mà gọi là di dân của họ nó quá dễ dàng đi, tức là ai tới đồng tiếp nhận hết cả, không cần biết anh là của đảo nào hay anh từ trước cái giờ làm gì, các nước này đều cho họ vào một cách dễ dàng và cho họ ở trong đó. Thì chính vì vậy đến lúc này mà khi những cái tiềm ẩn này nó nổi dậy đó thì nó sẽ tạo thành là một cái vấn đề quan trọng. Chính vì vậy mình thấy rằng là những khi nào mình có nói là đến gần 8.000 cái cảnh sát đi bắt lùng những người này. Thì có phải chăng là châu Âu đã bắt đầu tỉnh giấc và họ sẽ đối đầu đối với cái vấn đề mà gọi là di dân, di dân là một, và cái thứ hai nữa là cái vấn đề khủng bố này, phải không thưa anh? Vâng, đương nhiên là khủng bố là họ đã đề phòng rồi, là tại vì sau khi mà cái nhà nước Hồi giáo thành lập là ISIS đó, dạ vâng, ISIS đó, thì họ cũng biết là họ sẽ trả thù khi mà 60 nước thành lập mà Hoa Kỳ dẫn đầu đó. Vâng. Thì mấy đứa cái họ bị hãm dọa rất là thương. Vâng. Nhưng mà cái đó là một cái mặt trận của khắp thế giới, chẳng phải gì Hoa Kỳ hay là Âu Châu. Nhưng mà tại Hoa Kỳ đó thì anh có thấy rằng trong thời gian vừa rồi nó có những cái biến chuyện gì để có thể nói rằng là cái khủng bố này nó cũng đã sửa soạn tại Hoa Kỳ không? Hay là sao? Thì vừa rồi ở Ohio có một cái tên cũng là đi theo Hồi giáo và là định theo cái báo cáo của FBI thì tên này định sẽ lên trên Washington DC và vô Quốc hội và làm thịt á. Nhưng mà ra Cincinnati mua súng, yeah, thì FBI họ bắt được. Yeah. Tức là nói tao là Hoa Kỳ họ cũng đi theo dõi chuyện điều này rất là ghê lắm. Yeah. Nhưng mà có một cái điều là mà mình cũng phải đặt cái vấn đề là nếu như mà họ rằng là những cái thành phần của Hồi giáo cực đoan họ là những người làm việc này, nhưng mà điều đó có nghĩa chăng phải chăng là Hồi giáo là đứng có một phần trách nhiệm trong cái vấn đề của terrorist này không thưa anh? Cái khổ là tất cả những cái số từ trước đến giờ mà ôm bom tự tử rồi cái này cái nọ về là ôm lên hijack máy bay 45 chiếc 2911 đó. Dạ vâng. Thì tất cả đều là người Hồi giáo. Mà người Hồi giáo Sunni có Shia có đủ thứ hết. Vâng. Nhưng mà nói tóm lại là không có một cái tôn giáo nào khác dính vô mà toàn là thành viên của hoặc là để tín hữu hoặc là tín đồ của cái tôn giáo đó. Vâng. Ở đây mình không nói là Hồi giáo xấu. Vâng, vâng. Nhưng mà trong đó có cái thành phần quá khích như vậy đã làm người là ảnh hưởng cái đạo Hồi rất là nhiều. Vâng. Mà chính người Hồi giáo họ cũng thức tỉnh và thấy cái điều đó nữa. Vâng. Ngay cả bên Âu Châu khi họ bị xảy ra như vậy, họ bị nghi ngờ, họ bị đủ thứ ngồi rứt chứ. Người Hồi giáo mà ở ăn nhờ ở đầu bên đó bây giờ có mấy chục năm đi rồi, nó đã quen biết quen nước rồi. Vâng. Nhưng mà cả trăm năm hơn rồi, hơn nữa. Dạ, bây giờ lại bị người ta nhìn với một cái ánh mắt nhìn nó không có thiện cảm, khó chịu. Dạ, nó khó chịu, nó tội nghiệp lắm chứ. Dạ. Không có đơn giản đâu. Nhưng mà riêng tại Việt Nam thì thưa anh, trong những ngày vừa qua, một những cái biến chuyện gì mà theo anh nghĩ là một vấn đề quan trọng? Thì thường thường là đầu năm âm lịch thì là nghĩa là mình là mấy nước Á Châu thì âm lịch thì họ ra chúc mừng thế này cái nọ rồi luôn, thể cũng đưa chính sách ra. Dạ vâng. Nhưng mà đặc biệt năm nay là mới đầu năm dương lịch. Dạ. Thì là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dạ vâng. Vừa ra chỉ thị yêu cầu là quân dân cả nước. Dạ. Nên tham gia để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Thì thưa anh, cái đó thì từ khi nào nói như vậy rồi? Dạ, thì có nói gì hoài, thì nói. Dạ. Hoài, nhưng mà năm nay nó hơi lạ. Dạ. Nói hoài vậy là tại vì cũng có những cái tác động của Trung Hoa. À. Trung Cộng đó. Dạ, vâng. họ có những cái thái độ mà giống như là muốn ăn tiêu nước sống. Mệt mỏi quá rồi. Tức là ông ta phát ngôn những điều này trong cái hoàn cảnh là Trung Cộng đang làm áp lực trên Việt Nam. Vâng. Vâng. Áp lực một cách mà có thể là rõ ràng. Rõ ràng. Vâng. Thêm câu nữa. Dạ, vâng. Thêm câu nữa mà làm cho người ta thêm một nguồn tin là trong một cái buổi họp thì Nguyễn Tấn Dũng nói là có lẽ là cái mạng internet xã hội cũng thể kiểm soát và cũng kiểm soát được nữa. Chẳng hạn như là cái mạng Facebook. Dạ, mà vâng. Chúng ta có tới hơn 30 triệu người, ngay các đồng chí ngồi đây cũng chơi mạng xã hội thì bắt một cái. Tức là thừa nhận một cái thực tế. Và nhưng mà thưa anh, ít khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội mà nó có thừa nhận những cái thực tế lắm. Thì thưa anh nghĩ trong cái thừa nhận cái thực tế gọi là tự do ngôn luận này đó, nó sẽ có một cái ám chỉ nào hay là có một cái sửa soạn cho một cái gì không hay sao? Thật sự là không phải là Nguyễn Tấn Dũng mới nói đây. Dạ vâng. Mà nói ngay cả khi mà Giàn Khoan Hải Dương 891 dạ vâng. Kéo đến. Dạ. Rồi ông qua Singapore cái đời hồi Sanla ở Singapore đó. Vâng, vâng.
thì ông cũng có nói cái đó ông chống Trung Cộng rồi, nhưng mà thường thường úp úp mờ mờ, và khi thì nói vậy khi nói khác. Người Cộng sản thì đôi khi họ nói thật mà nó cũng thật, nhưng mà họ nói giả lại là thật. Nhưng mà thưa anh, họ nói trong cái thời điểm là gần sửa soạn đại hội đảng 2016 thì có phải chăng đi là một chuẩn bị gì đó hay là không hay sao? Chắc là chắc chắn là có chuẩn bị rồi. Vâng. Nếu mà mình nói chuẩn bị đó, thì cũng có đúng lắm, là tại vì không dừng mình thấy một cái nguồn tin của Nguyễn Bá Thanh bị thuốc. Dạ đúng rồi. Bị đầu độc. Mà Nguyễn Bá Thanh là cái người mà đi cố gắng đi bắt tham nhũng, và nếu tôi không lầm thì Nguyễn Bá Thanh là người của Nguyễn Phú Trọng, tức là của Đảng Cộng sản. Đó là ông là người vương nội chính đó. Tất nhiên là sau khi hành pháp của Nguyễn Tấn Dũng bị tố cáo trước cái đại hội đó là đồng chí X đó. Vâng. Tham nhũng về là đủ thứ hết. Tức là trước đó đã có rồi, thì tôi tố cáo rồi. Kinh tế suy sụp đó đó thì mới nhờ Nguyễn Bá Thanh ra tay để mà chưa đi ra tuyên bố rồi là tôi hốt hết. Nhưng mà chưa hốt ai hết cả thì chưa hốt ai thì đang có những cái hồ sơ để mà nạp lên để mà tố. Dạ vâng. Thì được tin ông bị đầu độc bằng phóng xạ. Dạ vâng. Thì khi mà đưa qua Mỹ, dạ. Gì đó nhà đại học chưa bạn ta. Dạ vâng. Ở xe tổ đó. Dạ vâng. Thì là cũng dung dân mấy ngày nói về rồi qua rồi về để đến Đà Nẵng dân chúng ra chờ rồi không có. Nhưng mà có cái điều là tại sao những cái chuyện như vậy nó không nói thẳng cho nó mọi người biết một cách rõ ràng mà nó phải úp úp mở mở cái chuyện về nói là giống như con nít vậy thưa anh. Người Cộng sản đời nào mà nói thẳng đâu. Ngay cả Hồ Chí Minh chết trước đó mấy ngày rồi cũng nói ngay ngày sau. Tức là không có cái gì thực sự đối với họ hết cả. Thành trừ khi mà Nguyễn Bá Thanh xảy ra như vậy, thì Nguyễn Bá Thanh cũng tuyên bố là tôi sẽ tố cáo Nguyễn Xuân Phúc. Rõ ràng mà ông nói đưa hình nó ra mà. Vâng. Là tất cả hồ sơ còn đây. Thì mình thấy sao? Nó có cái blog, tất nhiên là cái trang mạng nhỏ nhỏ chân dung quyền lực nó ra đời. Mà cái chân dung quyền lực nó ra ngoài đó, nghe là mấy tuần mà nó đã có tới mấy triệu người vô đó. Tại vì sao như vậy? Nó có tin tức hay quá hay không, sao mà? Tại vì những cái tin tức đó là tin tức được leak ra từ ở trong bộ chính trị. Mà người ta nghĩ đó, nhiều cái book, bên book cho rằng là cái đó là của bên phía ông Nguyễn Bá Thanh trong cái group của, tức là của ông Nguyễn Bá Trọng Nguyễn Tấn Dũng. Dạ vâng. Là vì sao? Chống Nguyễn Xuân Phúc đang chửi Phùng Quang Thanh và con đại tá Phùng Quang Hải đó gì đó là nhà lầu bậc triệu rồi đúng cái này thế nào ăn chơi rồi là xả láng về khắp nơi đó. Nghe Xuân Phúc qua Mỹ có nhà này cái nào mua xe Rolls Royce rồi tất cả đó. Con trai của Xuân Phúc bên này thì lấy ăn chơi rồi đủ hết rồi. Nguyễn Tấn Dũng bị tố cáo là con gái lấy chồng vô quốc tịch Mỹ mai một, Nguyễn Dũng trốn qua đây luôn. Tức là nói tóm lại đã có một cái sự lụng cụng lạng càng ngay trong bờ đó. Nặng nề. Nhưng mà tại vì sao anh nghĩ rằng là trong cái những cái người mà lãnh đạo tại Việt Nam bây giờ đó, những cái người nào là có thể sáng giá nhất để mà có thể bị gọi là tấn công trong những cái vùng sắp tới? Cái sáng giá nhất bây giờ đó, theo một cái cuộc thăm dò mà người dân giống như là những cái tờ báo mạng là họ đòi không để cho chính trị bộ về là đảng viên những đảng cao cấp bỏ phiếu để mà biết với nhau. Vâng. Mà họ muốn là public hóa cái đó, tức là phải đưa những cái tư tưởng biết cái mà ví dụ evaluate, tức như là đánh giá như vậy có đúng hay không. Ai là cái người mà được đánh giá cao nhất là ai? Đó thì theo như giáo sư Cothayer của Úc đó. Dạ vâng. Ông theo dõi đó thì ông thấy là Nguyễn Tấn Dũng là người được đánh giá là cao nhất trong 16 chính trị bộ viên. Điều đó thành thực cái câu nói của anh hợp lý cái này á, tức là vì ông ta lên cao như vậy thành thực người ta mới tìm cách để đánh phá mới có là cái chân dung quyền lực, phải không ạ? Không phải đánh cái đá chứ, nó bị chắc chắn là như vậy rồi, bắt được rồi. Rồi cái người thứ hai thì xa chút. Thứ hai mà xa là Trương Tấn Sang. Và người thứ ba là cái bà Phó Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ồ vậy thì ông Nguyễn gì đó, Nguyễn Phú Trọng rồi gì đó đi đâu rồi? Nguyễn Phú Trọng lấy đón rồi. Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng Đảng Cộng sản phải không? Là tổng bí thư Đảng Cộng sản. Bí thư là một cái người rất là quan trọng. Mà bây giờ nó đi đâu rồi đó? Bây giờ là làm sao biết mất hết quyền lực rồi. phải kêu tới Nguyễn Bá Thanh là một tay này là người hung của Đà Nẵng. Dạ vâng. Để mà ra góp một tay mà sửa sai đồng chí X. Tức là nói tóm lại cái sự mà đi thấp xuống của ông Nguyễn Phú Trọng đã
đã có từ trước lâu, và chính vì vậy bây giờ ông ta muốn dùng Nguyễn Bá Thanh để mà đánh lại Nguyễn Tấn Dũng, yeah, để mà tranh chấp. Nhưng mà tranh chấp cái gì? Tranh chấp cái quyền hạn của người ấy. Nhưng mà như vậy thì theo anh nghĩ là ông Nguyễn Tấn Dũng muốn làm thêm cái gì nữa, hay là ông ta chỉ bằng lòng với cái chức phụ tướng? Ồ, chừng đó ăn thua gì, thêm một cái thăm dò nữa cũng không còn thấy chơi nữa. Ông nói là cái đại hội đảng tới, tới 2016 đấy. 2016 là theo ông thôi, ông cũng nói là làm bàn thôi. Thì ông có bàn là Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành bí thư. Bí thư này điều đó cũng có lý, là bởi vì trong cái sự thăm dò mà Nguyễn Phú Trọng đi xuống rồi, không còn nữa thì phải có một người thay thế. Và đó là một cái chức ngon lành nhất. Dạ vâng, đó là chức ngon lành nhất. Dạ vì sao ngon lành để nói sao? Dạ nhưng mà ngon lành trong cái giai đoạn này này. Dạ vâng. Người thứ hai đó là chủ tịch nước là Phùng Quang Thanh, người đang bị tổ đó. Phùng Quang Thanh. Dạ Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể là lên chủ tịch nước. Phùng Chủ Trào. Ok. Rồi một cái người thứ ba cũng khá quan trọng, đó là ông Vũ Đức Đam, người này còn trẻ 50 ngoài thôi. Nhưng mà ông này chưa bao giờ đó là phó thủ tướng, một trong những phó thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng. Dạ, mà chưa bao giờ có một cái là vì phó thủ tướng nhiều lắm, nhiều phó thủ tướng, nhưng đây là một trong những phó thủ tướng. Tức là bây giờ họ đưa thêm một cái người nào mà có khả năng để ra lãnh đạo. Và người thứ tư thay thế ông chủ tịch Quốc hội bây giờ là không ai khả hơn là bà Ngân, sẽ có một bà nằm trong tứ trụ. Tức là đưa ra một khuôn mặt phụ nữ, thì từ đó cho thấy rằng có sự tham dự của phụ nữ vào trong đó. Tứ trụ triều đình. Dạ vâng. Nhưng mà tứ trụ triều đình gì mà có nhiều nghĩ rằng là cái triều đình này nó không có lâu. Vâng. Triều đình này là một cái triều đình chuyển tiếp. Vâng. Là vì Nguyễn Tấn Dũng có lên nắm bí thư đi nữa. Vâng. Mới làm được Đảng Cộng sản. Vâng. Mới làm là tôi giải tán Đảng Cộng sản chẳng hạn. Vâng. Câu đó. Mà có lẽ là như vậy. Vâng. Giải tán Đảng Cộng sản, dân chủ hóa đất nước. Là người dân vỗ tay thôi. Dạ. Ngay cả anh em người hải ngoại bên nghe giải tán đâu. Nhưng mà tại sao tay? Theo anh nghĩ tại vì sao mà ông Nguyễn Tấn Dũng phải đi cái nước đó? Có phải là ông ta bí quá rồi, hay là bây giờ cái tình trạng nó không thể nào làm cái gì hơn nữa hay sao? Thứ nhất là giữ mạng sống, thứ nhì là giữ tiền hai cái đó. Và thứ ba, thật ra ai cũng nói là Nguyễn Tấn Dũng lớp 3 trường làng, nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng nếu mà Nguyễn Tấn Dũng đã bước tới những cái bước như vậy là mình phải công nhận Nguyễn Tấn Dũng quá tài giỏi. Không có cái điều anh nói rất là đúng, những cái người có tiền á, họ khi nào sợ mất tiền. À, đương nhiên. Còn ngày xưa đó là gọi là vô sản cả rồi, thành thử là thôi cứ đánh nhau chết nhau không thành vấn đề. Nhưng bây giờ họ là những người có tiền nhiều nhất, thành thử họ sợ mất tiền. Không phải, có tiền nhiều nhất là sợ chết. Dạ vâng, sợ chết. Khi nào cũng phải hết. Đó là cái bình thường, anh giả đò trúng số đó chứ. Dạ, coi. Vâng, anh trúng đôi chân trúng 60-70 triệu rồi anh biết. Vâng, là anh xí đó là lo khám bệnh khám luôn, tôi chết. Là lúc đó ngay cả không ở tại cái chỗ mình ở mà mua cái căn nhà mà biệt lập cái chỗ khác. Đã đi rồi. Thì có thể ý anh muốn nói là bây giờ Nguyễn Tấn Dũng muốn biệt lập ra khỏi Việt Nam mà chạy trốn. Và Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi theo cái trào lưu của quần chúng. Là tại vì dân chúng bây giờ lên thời kỳ cổ rồi, nghe thôi Đảng Cộng sản hay là ta chửi mắng rồi, không bao giờ mà nghe như vậy được. Bây giờ là người tiêu dùng sẽ chiều lòng dân, ý dân ý trời đây, tôi dẹp Đảng Cộng sản. Tức là nói tóm lại ông ta không muốn, thật tình không muốn làm như vậy, nhưng mà vào cái thế chặn đặng đừng rồi là tiền nhiều và sợ chết, thành tự bắt buộc phải làm những điều đó. Và là năm 2017 người ta cũng nghĩ rằng là 2017 Nguyễn Tấn Dũng dẹp đảng và đảng này sẽ đảng và bỏ cái cơ cấu đó thì rồi làm gì? Vâng. Thì ông phải ra ứng cử tổng thống giống Yeo Sen thôi. Vâng. Đi theo cái con đường của Nga, phải đi theo con đường của Nga. Và là trong cái giai đoạn đó dĩ nhiên là cũng có bầu cử tự do rồi này, nhưng mà chắc chắn là không tự do. Dạ. Là tại vì còn tránh tuổi tránh sản như thời Yeo Sen hay là Putin bây giờ kéo dài 20 năm rồi mà vẫn vậy. Vâng, như vậy. Thành ra nhưng mà ít ra đó mình chống một người nó dễ hơn chống cái băng đảng bây giờ. Đúng rồi. Mà là nó chia năm chia bảy nó ghê quá. Vâng. Sự quân nhiều. Ví dụ mai một mình tự do chủ, mình tránh cử, mình tránh về Nguyễn Tấn Dũng. Dạ. Ví dụ là Hà Đức Thanh về tránh cử. Bao nhiêu người khác nữa. Về tránh cử về mình Nguyễn Tấn Dũng hoặc là đã đạo Tấn Dũng, một mình Nguyễn Tấn Dũng dễ hơn. Dạ, dễ hơn là như Kansas School đó vậy. Chứ còn mà cả cái chính trị bộ nó khó. Thì nói tóm là cái đại hội đảng năm 2016 từ đây đến đó nó sẽ có rất nhiều những biến chuyển khác. Và thứ anh nghĩ có thể là có nhiều Nguyễn Bá Thanh nữa không hả thưa anh? À, thì người ta không biết được, người ta không ai biết được Cộng sản phải làm gì đời nào mà mình có thể đoán được. Ngay cả những cái cuộc cách mạng xảy ra của Nga, rồi của Ba Lan, rồi của Thiên An Môn, rồi Tiếp Khắc, rồi mấy cái vụ mà cách mạng Hoa Lài vừa rồi nó xảy ra, nó xảy ra bất ngờ, ai biết được. Không ai tiên lượng điều. Không ai tiên lượng những cái quét mà bao giờ nó cũng khác nhau hết. Dạ vâng. Nó không giống nhau chút nào. Dạ. Và hy vọng không giống nhau chút nào đó thì Nguyễn Tấn Dũng làm được việc, và sau đó Nguyễn Tấn Dũng thật
sự dân chủ hóa đất nước thì cũng là một cái người đứng dậy làm lịch sử phải không? Dạ vâng. Cái đó là ước mơ mà nó cũng khó. Ước mơ là hơi khó nhưng mà ai làm cái nữa mà dân chủ thì được. Dân đỡ hơn là được rồi. Dạ vâng. Ok. Kính thưa quý khán giả, chúc quý vị đầu năm mà vui vẻ và một năm ngày là được. Mọi sự như ý. Dạ vâng, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Vòng Quanh Thế Giới cùng với các ký giả. Và phần này đã kết thúc cho chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Thanh Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại. Đây là chương trình nhằm gửi đến quý vị những phóng sự, những bản tin về những sinh hoạt sự kiện của cộng đồng Việt Nam tổ chức tại hải ngoại qua các phóng sự của các phóng viên để SBTN khắp nơi ghi lại. Mở đầu chương trình tuần này, cộng đồng Việt Nam tại thủ đô tị nạn miền Nam Cali đã có một buổi chào cờ đầu năm. Phóng viên Phan Đại Nam đã có mặt và ghi lại những hình ảnh sau. Tại khu Hà Nội Plaza trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo miền Nam Cali, một buổi lễ chào cờ đầu năm đã được diễn ra một cách trang trọng với sự tham dự của các vị dân cử, hội đoàn, đoàn thể và giới truyền thông báo chí. Nhạc sĩ Xuân Điềm, trưởng ban tù ca và ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết. Thưa anh, hôm nay là ngày chào cờ đầu năm và cũng là ngày chào cờ đầu tháng. Chúng ta muốn là đất nước Việt Nam có tự do dân chủ, cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đang tung bay giữa thủ đô tị nạn. Mà trong ngày đầu năm phải nói là nhìn thấy hình ảnh rất là bi, rất là hào hùng và rất là cảm động, và nhất là những gương mặt các cô các chú các người lớn tuổi đã đều có mặt hôm nay cả anh Nam. Thì phải nói là hôm nay mình đi tham dự lễ chào cờ đây là mình được chơi cờ mà mình thấy được nhiều ý nghĩa nhất trong ngày đầu năm. Chào cờ đầu năm tháng riêng 2015, chúng tôi cũng nhân cơ dịp này để thay mặt cho cộng đồng người quốc gia Nam Cali xin kính chúc tất cả toàn thể quý vị tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, và chúng ta cùng chung lòng đoàn kết thương yêu để xây dựng một cộng đồng Việt Nam được vững mạnh, tranh đấu cho quyền lợi chính đáng chúng ta tại đây cũng như góp phần tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền ở tại quê nhà. Mỗi lần tháng riêng về, chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái ngày 19 tháng riêng, ngày Hoàng Sa, ngày mà của 74 chiến sĩ hải quân cũng như biết bao nhiêu chiến sĩ của các binh chủng khác cũng đã noi theo gương của Đức Thánh Trần để mà bảo vệ đất nước. Chúng ta quy tụ nơi đây trước tượng đài Đức Thánh Trần, tuy nhỏ bé nhưng gần gũi và thân yêu. Có phải chúng ta thấy rất là gần với Đức Thánh Trần mà khi ngay cả cái tượng đài cũng tạc với vóc dáng của một người Việt Nam nhỏ bé nhưng bất khuất, kiên cường. Buổi chào cờ đầu năm do cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Cali tổ chức, sau những phát biểu của ban tổ chức và quan khách, cảm nghĩ buổi lễ chào cờ cũng như về tình hình đất nước đã kết thúc một cách tốt đẹp. Một buổi tiệc mừng đón giao thừa của Liên trường Việt Nam với sự tham dự đông đảo của đồng hương, phóng viên của SBTN đã có mặt và ghi lại hình ảnh sau. Tại nhà hàng Seafood Kingdom, thành phố Garden Grove, miền Nam Cali, theo truyền thống hàng năm, Liên trường Trung học Việt Nam trước 1975 đã có buổi tiệc đón chào năm mới 2015 với sự tham dự đông đảo của các cựu giáo sư, cựu học sinh, các trường, gia đình thân hữu và giới truyền thông báo chí. Anh Lâm Mỹ Hoàng Anh, Chủ tịch Liên trường cho biết. Tổ chức ngày hôm nay là chúng tôi đã tổ chức 11, 12 năm nay, liên tục ngày nào cũng năm nào cũng vào ngày 31 tới tháng 12. Để tổ chức countdown mừng năm mới và gây quỹ cho thương phế binh. Gây quỹ này là cây mùa xuân để cho mình có thể mình có tiền để mình gửi cho ít nhất là một cái quà tượng trưng cho thương phế binh ở Việt Nam. Năm vừa rồi chúng tôi có đã tặng quà được 330 mấy gia đình của bên thương phế binh. Hàng năm đó sau khi gây quỹ xong đó thì chúng tôi tổng kết số tiền. Và chúng tôi gửi như năm vừa qua, chúng tôi đã gây quỹ trên 16.000 đô la và gửi cho 313 gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi gia đình thì nhận được 50 đô la. Và chúng tôi dùng một công ty gửi tiền ở đường Bonsa và tất cả các tổ chức hội đoàn hay thường gửi đó. Và ngoài ra chúng tôi tặng một chiếc xe lắc cho một cựu chuẩn úy thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là anh Phạm Văn Chính, ngay tại Sài Gòn, người đang cục khai trên. Và tính từ năm 2002 cho đến bây giờ, chúng tôi đã giúp được trên 3.000 gia đình thương phế binh. Và tổng số tiền mà chúng tôi gửi về là trên 160.000 đô la cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Buổi gia tiệc sau đó được bắt đầu với phần tường trình gây quỹ và văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của liên trường. Và trong thời khắc đón giao thừa, mọi người đã cùng đếm và nâng ly chúc mừng năm mới. Bố
Tiệc liên trường tổ chức sau những lời chúc mừng, ban tổ chức cho biết số tiền gây quỹ được hơn 10.000 Mỹ Kim. Buổi dạ tiệc sau đó bước qua phần dạ vũ. Tiếp theo, phóng viên Vũ Nhân xin gửi đến quý vị ý kiến của đồng hương tham dự cuộc biểu tình hơn 5 tiếng đồng hồ dưới cái lạnh của tại tiểu bang Colorado. Xin mời quý vị theo dõi. Madam Vĩnh Hương là nếu mà tất cả các ca sĩ ở các tiểu bang về, cái điều đó là ai cũng mừng, không ai nói. Nhưng riêng thằng này, nó là tay sai của nghị quyết 36. Nó qua đây thành ra chủ tịch cộng đồng, người ta chống đối. Bây giờ bên này trời tiết rất lạnh, nhưng mà anh em ta đã quyết tâm. Đó, đây để diệt trừ những cái kẻ mà nó đón rước những tay sai Việt Cộng về đây. Ok, dạ. Yeah. Hôm nay tại vì cái chuyện này là cái chuyện chung của cộng đồng với Việt, mình đã người là người Việt quốc gia, mình đã đi qua bên này để tìm tự do. Thì mình không có thể nào mà chấp nhận cho một cái... đem một cái cán bộ cộng sản qua đây để tuyên truyền nghị quyết 36 ở bên này, thưa anh. Dạ. Hôm nay tôi đến đây để nói lên cái tinh thần của một người Việt tị nạn. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ một bóng dáng nào của cộng sản lãng giãn ở đây. Dù cho nên dù lạnh cách mấy, là người dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn nên đoàn kết với nhau. Cho nên tập thể Colorado rất là đoàn kết để mà chống lại. Dạ, hôm nay thì lạnh lắm, nhưng mà mọi người đều ra đây để có lòng để mà nói lên cái phong trào mà chống đối còn cộng sản Việt Nam, ta sai Việt Nam đã tổ chức cho những ca sĩ Việt Nam trong nước ra đây hát đó. Thì trời lạnh như thế này nè, mà bao nhiêu người đi vòng vòng mà phải đứng tới 3 tiếng đồng hồ nữa. Ngày hôm nay rất là vui. Tôi ở đây đi 1 tiếng đồng hồ, xa lộ. Hôm nay một ngày rất là lạnh, nhưng mà có mặt tất cả mọi người ở đây để mà phản đối việc cano Đàm Vĩnh Hưng qua trình diện ở tại V2. Cái sức mạnh của mình mà. Chỗ nào có cộng sản thì chỗ đó mình phải đấu tranh. Cộng đồng Việt Nam chúng ta rất là đoàn kết và biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng. We don't like what they've done at this place over here, at this V2. We're not very happy with them supporting a communist singer, and we're here to protest that today. We don't care what the weather is, we don't care about the snow. This is important. Thank you. Chị nhìn đi, xin hai đi. Tên gì chị? Tên Châu. Còn tên gì? Không, chưa biết nói. Chị tên gì? Tên Thi. Nó bao nhiêu tuổi chị? 2 tuổi 3 tháng. Bác năm nay bao nhiêu tuổi bác? Nói theo cái dân gian mà nó tạm hơn tạm bỏ rồi, tức 82 tuổi rồi. Trời lạnh quá, sao bác không vô xe ngồi không, ngồi cho nó lạnh mà bác còn đứng đây? Còn mình không thể vô được. Hả? Mình sợ lạnh thì mọi người sợ lạnh thì sao? Thưa quý vị, qua những lời tâm tình với những hình ảnh cụ già 82 tuổi, em bé 2 tuổi 3 tháng cùng quý đồng hương các nơi đã đáp lời kêu gọi của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia tiểu bang Colorado về tham dự cuộc biểu tình trên 5 tiếng đồng hồ dưới trời mưa tuyết với một cái lạnh khủng khiếp dưới 21 độ C. Điều đó đã cho chúng ta thấy cộng đồng người Việt tại hải ngoại sau 40 năm tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ chính nghĩa quốc gia, bảo vệ lá cờ vàng, ba sọc đỏ thân yêu, không phản bội lại quý cô, chú, quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để cho chúng ta và con cháu chúng ta có được ngày hôm nay tại hải ngoại. Một buổi hội đàm đầu năm đã được tổ chức tại đài truyền hình SBTN. Phóng viên Nghe Lữ đã có mặt và ghi lại những hình ảnh sau đây. Đầu tiên là phần thắp nhang và viếng mộ cố nhạc sĩ Việt Dũng. 2015 cũng tròn 40 năm ngày Cộng sản Bắc Việt cưỡng chế miền Nam Việt Nam. Được sự giúp đỡ của khách sạn Ramada, các cựu tù nhân lương tâm, các nhà tranh đấu trong nước tại miền Nam Cali và hai vị thị trưởng Westminster và Garden Grove đã có mặt tham dự. Xin mời quý vị theo dõi. Của cha mẹ và thế hệ mà đã đi trước. Và tôi phải cần hỏi cái câu hỏi là tại sao chúng ta đã ra đi. Câu hỏi rất là quan trọng, tại vì nó cho một cái hoàn cảnh ngày hôm nay, chính địa phương chúng ta
trong cái vai trò thị trưởng thành phố Garden Grove, tôi muốn làm cho chính phủ địa phương có trách nhiệm cởi mở thêm và làm đúng cho người dân. Cái lý do là tại vì tôi hiểu rõ là khi mà người mẹ của tôi bỏ nước ra đi, mang thai 8 tháng, tôi ở trong bụng mẹ và tôi sinh ra ở bên trại tị nạn Thái Lan. Cái lý do là tại vì chính phủ ở bên đó không có đối xử tốt với người dân. Thế thì tôi hiểu là cái hoàn cảnh ngày nay vẫn phải cần tiếp tục tranh đấu. Mà tôi muốn tranh đấu, và tôi muốn tranh đấu ngay tại địa phương của chúng ta luôn. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong ước nhiều bạn trẻ nữa chúng ta sẽ vào trong dòng chính, để chúng ta bước vào Quốc hội Hoa Kỳ và chúng ta giúp được cho quê hương Việt Nam chúng ta thoát khỏi cái nạn độc đảng độc tài. Cảm ơn anh Nghi Lữ cũng như là tất cả quý vị đã tổ chức cái buổi hội đàm trong ngày hôm nay. Chúng tôi rời khỏi Việt Nam vào 30 tháng 4 năm 1992. Lúc đó chúng tôi cũng đã 19 tuổi rồi. Thành ra là khi mà rời khỏi Việt Nam vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1992 đó, thì chúng tôi hiểu được là chúng tôi và gia đình rất may mắn rời khỏi sự áp bức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên khi đến Mỹ đó, thì mình hiểu thêm được là mình phải có thêm trách nhiệm là phục vụ cộng đồng. Và chúng ta hiểu được là cái sự phát triển của cộng đồng của người Việt tị nạn tại Mỹ gắn liền với cái khát vọng cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Cái việc tranh đấu cho tự do dân chủ là một cái con đường dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, đòi hỏi sự đoàn kết. Nhưng mà nếu mà chúng ta phải có điểm khởi đầu thì mới có điểm kết thúc. Với tư cách là một cái thành viên mới và cũng là một người vừa mới ở trong nước ra, và đặc biệt ở trong các nhà tù cộng sản, thì tôi đã đi qua 11 cái nhà tù cộng sản. Bây giờ cũng như là một cái gạch nối mới nhất giữa anh em mà đấu tranh dân chủ và trong các nhà tù cộng sản và anh em trong nước với cộng đồng người Việt ở hải ngoại ngày hôm nay, thì tôi có một đôi điều mà muốn nói đến quý vị. Thứ nhất, về cộng đồng người Việt hải ngoại, tôi là đại diện cho những người trong nước, tôi muốn thấy một cộng đồng hải ngoại đoàn kết hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ làm hậu phương, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Lần đầu tiên người Mỹ tổ chức xã hội dân chủ ở trong nước, kể cả hội đồng liên tôn, lên tiếng cùng với đồng bào hải ngoại để thống nhất, thứ nhất tạo một cái thế liên kết đấu tranh thống nhất trong nước và ngoài nước để tạo thành sức mạnh tổng lực để chuẩn bị cho cái ngày NGJ của lịch sử, và nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Cái vấn đề chiến tranh, vấn đề cái cuộc tranh đấu của chúng ta Việt Nam nó giống như một cái bài toán hồi mà chúng ta học, nó phải hội đủ hai điều kiện, một cái điều kiện ắt có và điều kiện đủ. Là em mà muốn bay đó thì em cũng còn có thể bay được, nên chứ đừng có nói mà đi. Xin quý vị hãy như là sân của đài SBTN, thế sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của SBTN. Tiếp nối chương trình, phóng viên Mỹ Lợi sẽ gửi đến quý vị bản tin và hình ảnh về luật sư Nguyễn Tam tuyên thệ nhận chức tại miền Bắc Cali. Xin mời quý vị theo dõi. Tại phòng City County Chamber, tòa thị chính thành phố San Jose, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã cử hành nghi thức tuyên thệ cho luật sư Nguyễn Tam cùng với 16 phụ nữ trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đứng hàng ngang làm hậu cảnh dưới sự chứng kiến của thị trưởng Sam Licado cùng các nghị viên hội đồng thành phố San Jose và khoảng trên 100 người tham dự cùng đứng lên trong không khí trang nghiêm và long trọng. Mời quý vị xem trích đoạn lễ tuyên thệ như sau. Good afternoon to everybody. It's an honor for me to be here. This is my second time in this chamber. The first time I was here almost 7 years ago as a county supervisor, opposing something the city council did. I think we were here till almost 2 and 3 in the morning. almost 7 years later, I come back as a state senator, being able to hear a gentleman
with great honor, someone that would represent the people of the 7th District and San Jose very well. So thank you for allowing me to be here. I state your name. I am Nguyen. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support and defend. That I will support and defend. Congratulations, Honorable. Sau đây là cảm nghĩ của đồng hương sau lễ tuyên thệ, trích đoạn. Hy có cái lòng nè, hy có cái sức nè, và hy có cái mạnh dạn để tranh đấu luôn. Và rất là hân hạnh cho Janet tới đây để joining cái celebration với các quý vị cộng đồng Mỹ gốc Việt. Chúng tôi rất là hãnh diện, cộng đồng Việt Nam ở Bắc Cali này rất là hãnh diện khi nhìn thấy một cái cuộc tuyên thệ nó có rất là ý nghĩa. Được cái sự hiện diện của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Đằng sau luật sư Tâm có một cái gọi là cái phông đằng sau toàn những áo dài Việt Nam. Thì những đó là trước hết là toàn những người đó ủng hộ luật sư Tâm trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Tôi rất vui, tự mình rất hạnh diện là cộng đồng Việt Nam của mình được một người kỷ niệm trong thành phố. Tôi phải nói là tôi hết sức cảm động và hết sức hân hạnh được thấy cái cảnh là một người Việt Nam tuyên thệ để nhậm một cái chức công vụ ở trong chính quyền Mỹ, và đặc biệt là có sự hiện diện của cả cô Janet. Ngạc nhiên khi là cái lời đầu tiên á mà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn chào mọi người đó là chào mọi người. Rồi hỏi là tôi còn đây lần thứ hai tôi tới cái hội đồng thành phố này, lần thứ nhất là 7 năm trước ngày 21 tháng 11 năm 2007 tôi tới đây để mà tranh đấu cho cái lịch Sài Gòn. Wow. Mình nếu trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó mà cộng đồng người Việt ở khu vực 7 đó mà không chịu đi bầu là chúng ta đã không có ngày hôm nay. Và chính nhờ cái quyết tâm là chúng ta phải đi bầu thực hiện cái quyền dân chủ của mình, và cái khu vực 7 đã chọn được một người rất là xứng đáng để đại diện cho khu vực 7. Thưa quý vị, chúng ta thật hãnh diện và tự hào qua sức mạnh lá phiếu của cử tri gốc Việt quận 7 đã bầu chọn ứng cử viên độc lập luật sư Nguyễn Tâm làm đại diện cho mình, khiến chính giới đã phải ngạc nhiên và thán phục. Hy vọng rằng vào tháng 4 sắp tới, cuộc bầu chọn nghị viên quận 4 sẽ lại có người gốc Việt thắng cử để tiếp tục làm nên lịch sử tại thành phố San Jose. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị. Đến với miền Đông Bắc Hoa Kỳ, một buổi ra mắt CD của ca sĩ Hoàng Thúy Vi được tổ chức tại Pennsylvania. Phóng viên Nguyễn Đình Toàn đã có mặt và ghi lại những hình ảnh sau. Bất chấp mưa to gió lạnh của mùa đông, đồng hương đã đến khá đông để tham dự buổi ra mắt CD của Hoàng Thúy Vi được tổ chức tại sân khấu khách sạn Madison. Có rất nhiều ca sĩ đã đến tham dự và ủng hộ cho đêm ra mắt CD Nỗi Niềm của Hoàng Thúy Vi. Xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh trong đêm ra mắt này. Đây là lên đây một cái dịp rất là đặc biệt, là đêm ra mắt của cái cuốn CD của nữ ca sĩ Hoàng Thúy Vi, mà Hoàng Thúy Vi đã có trong cái công thành show cách đây cũng vài tuần ở Cali. Hoàng Thúy Vi có xuống đó, một người ca sĩ hát rất là dễ thương, thì Vi có nhờ Thành lên đây để làm MC cho cái chương trình ngày hôm nay, thì Thành bảo và chắc chắn là Thành sẽ lên. Và cũng nhờ như vậy mà lên đây mới được gặp anh Toàn, với lại gặp được tất cả quý vị ở trên Philadelphia. Kính thưa quý vị, hồi xưa là Thành chuyên môn Thành hát nhiều là ở Atlantic City, thì ở Philadelphia rất là ít. Thành cái lần chót mà Thành hát ở Phila chắc cũng cái phở cơm 10 năm nay đấy anh Toàn. Và bây giờ trở lại là Thành rất được vui là được trở lại Philadelphia để gặp lại tất cả quý vị khán thính giả đang ngồi để chờ đợi cái show ra mắt CD của Hoàng Thúy Vi ngày hôm nay. Là đêm ra mắt CD của Hoàng Thúy Vi với sự hiện diện của rất nhiều ca sĩ đến từ Cali, cũng như tôi cũng xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị ngày hôm nay ở đây. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Hoàng Thúy Vi. Love, when you
Một buổi họp mặt tất niên của đồng hương Sadek hải ngoại, phóng viên của SBTN đã có mặt và ghi nhận lại những hình ảnh sau. Một buổi họp mặt tất niên của đồng hương Sadek hải ngoại với sự hiện diện của hơn 200 quan khách, đa số là đồng hương Sadek, gia đình và thân hữu. Ông Nguyễn Văn Giúp, hội trưởng cho biết. Là tạo cái cơ hội, tạo cái dịp hàng năm ít nhất là một lần để bà con thân hữu có dịp gặp gỡ hàn huyên tâm sự, cũng như điểm danh người còn người mất, cũng như là tạo ra một sự liên kết trong cuộc sống tha hương nơi xứ lạ quê người, hỗ trợ nhau trong việc quan hôn tang tế. Và ông cũng nói về ý nghĩa lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được treo trên sân khấu. Thì những ngày kỷ niệm 40 năm mất nước, 90 triệu đồng bào quê nhà phải sống trong hoàn cảnh không tự do, không có tự do dân chủ, không có nhân quyền. Thì lần này chúng tôi quyết định là thực hiện lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa mà 40 năm qua hầu như là đôi khi có một vài cá nhân là lãng quên. Đó là biểu tượng của hồng thiêng sông núi, của sự độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền. Và qua đó, năm nay chúng tôi cũng quyết định là lấy cái nội dung là người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao vậy? Vì trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái người thiệt thòi nhất đó là người lính, trực tiếp với lại những sự khổ sở vất vả, hy sinh xương máu, nhưng cuối cuộc chiến là hưởng được những gì. Buổi họp mặt tất niên của đồng hương Sadek sau những phát biểu của ban quan khách và ban tổ chức, cũng như phần báo cáo tình hình năm qua của táo quân, chương trình sau đó được tiếp nối với nhiều chương trình văn nghệ và chương trình vé số. Và đó là những bản tin đáng lưu ý của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại tổ chức trong thời gian qua. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chào, tạm biệt.